Tướng bà đó đến ngày sinh nhật của bà đó, bà mua ngỗng, vịt, gà, cá đó. Bà nhốt vào sau nhà. Ông chồng cũng khuyên: em à, sao những cái ngày vui của mình lại bắt những loài chúng sanh đó mình giết đi, mình ăn, mình đãi đằng, mình lấy cái niềm vui của mình trên sinh mạng của con thú nó chết. Em nghe lời anh đi, em thả đi. Mà vợ nói sao? Anh à, quan điểm của những người đạo đức giả đó, thả những con thú như vậy nó chạy đầy đường, nó sanh nó nở rồi biết chắc đâu cho hết. Trời sanh ra là vật dưỡng nhân để nó nuôi mình mà, con vật để nó nuôi dưỡng mình mà. Nếu mà cấm kỵ cái chuyện ăn nằm, nó đoạn tiệt hết giống nồi. Cấm kỵ cái chuyện mà ăn thịt chúng sanh đó, là loài chúng sanh nó nhiều hơn con người rồi, mình sao mà sống được. Chồng lắc đầu, nói gì bà cũng không nghe. Đêm đó bà nằm mơ, mới hiu hiu mơ thôi, bà thấy con gà đó cắt cổ. Thì con gà mà nó cắt cổ đó đó, là cái ý niệm của bà mang gà về là để cắt cổ nó. Thì cái ý niệm mà muốn cắt cổ đó đó là một cái chủng tử ác, bắt đầu nó quay lại, cũng như sắc mà sanh xét, xét là nó ăn sắc. Tâm này tạo nghiệp, nghiệp nó trói buộc lại tâm. Lời của tổ sư câu này hay: thì khi mà bà nằm mơ, bà thấy cái chủng tử mà cắt cổ con gà nó quay ngược lại, mà bà thấy cổ bà cắt đau đớn quằn quại, máu nó ra, bà le lưỡi vậy nè, bà chịu hết nổi rồi. Và trong ý niệm đó, bà khởi lên để lọc cánh của nó làm sao, chân của nó làm sao, môi ruột nó làm sao, bà y chang như vậy. Sở dĩ quý vị đang ăn nó, quý vị giết nó, nó còn cái phước báu của đời trước, nó bảo bọc cái thọ mạng của quý vị, cho nên quý vị chưa thấy nó phản hồi nhân quả. Nhưng mà riêng bà này nó bị phản hồi ngay tức khắc trong một đêm đó luôn. Rồi con vịt là một dĩa tiết canh, trong ý niệm bà cũng mang vịt về để làm một dĩa tiết canh. Đúng thiệt, tâm ác nghiệp mà khởi lên để làm một cái ý niệm tạo thành nghiệp rồi, nó ở trong cái A là gia thức mình. Một là hiện báo, hai là sinh báo, ba là hậu báo. Mà bà này là hiện báo mà hiểu bán trong một đêm luôn, chứ không có sinh báo là để đời sau, hoặc là không có hậu báo nhiều đời sau nữa. Thì con vịt nó cắt cỏ làm tiết canh sao, bà cũng thấy bà y như là con vịt bị cắt cỏ làm tiết canh. Và lúc đó bà nằm mơ, bà thấy con cá chép bắt đầu đang lọc vảy, thì bà cũng bị giống như da, bà lọc từng miếng thịt ra và chặt đầu từng khúc ra. Bà cũng thấy bà đau đớn như từng khúc bị chặt ra. Đến cái lúc mà đứa tớ gái nó làm một cái dĩa cá, cá chép, nó nói là bà chủ thích ăn cá chép. Mất đầm mơ đó là vào cái sáng sáng, thì đứa tớ gái nó cũng đang làm con cá chép. Nó mang lên nó nói: bà ơi, đã làm xong cá chép giò viên cho bà rồi nè. Thì cái lúc mà nó lên nó gặp bà thì mồ hôi mồ kê nó tràn ra, bà thức dậy mặt mày coi như là xanh nhớt, sợ hãi trong một giấc mộng điên cuồng. Con gà giết sao bả y chang như vậy.
Chắc là do ông chồng ông còn một cái thiện lành, ông còn có cái phước báu, ông hồi hướng cho bà, cho nên bà thấy hiện báo liền trước mắt, cho để lúc mà thọ mạng hết bà thấy cái này là bà chết, không kịp trở tay. Thì khi đứa tớ gái nó lên nó nói: chả cá giò viên đã xong, mời bà. Bà lắc đầu, bà kêu thôi mang xuống rồi, mà tao mệt lắm rồi, tao chết rồi, mày mang xuống cho tao đi. Thì ông chồng hỏi: em sao vậy em? Thì bà mới kể lại cái câu chuyện từ đầu đuôi. Ông chồng nói: tôi nói rồi bà không nghe. Lời cổ thánh tiên hiền, người ta nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thành Phật trong tương lai. Giết nó mà ăn tức là giết Phật trong tương lai. Tất cả chúng sanh là cha mẹ của mình quá khứ, mà mình giết chúng sanh đó là giết cha mẹ của mình trong quá khứ. Hên cho bà đó. Cho nên tới tội nó đòi mạng là nó giết bà chết luôn, chứ không phải là bà thấy mộng như vậy đâu. Cái bà kêu: thôi tôi biết lỗi tôi rồi, từ giờ trở đi tôi ăn chay niệm Phật với ông nha. Trời, ông Tổ kể câu chuyện này. Ông Tổ kể câu chuyện này thiệt là hay. Hôm nay ngồi nói chân tình, hỏi chân tình, ai có giơ tay đừng có giấu, ai còn ăn mặn giơ tay coi. Hỏi thiệt á, hỏi thiệt luôn á. Giơ lên, giơ cao lên. Có câu 2 ông, 3, 4, 5. Wow. May thay sao mà hôm nay quý vị ngồi đây. Văn Nhàn nói điều này cho quý vị nghe. Đó là cái phước báu nhân duyên, thiện căn phước đức nhiều đời. Hôm nay mình mới vào trong cái ngôi nhà Tam Bảo, mình ngồi đây. Lắng nghe nghe, đừng nói chuyện nha. Hôm nay quý thầy, quý chú, sa di, mấy chú tịnh nhân, Phật tử có mặt ở đây là một cái phúc duyên lớn lắm. Thay vì mình ngồi bốc gác, ngồi ngoài nghe câu được câu không, không có chân thật cung kính, không có vô được chữ nào. Có chú Thanh Sơn nãy bao nhiêu buổi giảng trước không thấy mặt mũi, nãy thấy đứng ở bốt gác kêu cái chú Quan Hỷ chú vô. Mỗi lần Giác Nhàn lên đây thức dậy 1-2 giờ khuya, canh cánh trong lòng để toàn tâm vô trong cái buổi giảng của mình, mong làm sao những người bạn xen có duyên với mình phát được lòng bồ đề, ăn chay niệm Phật để về với Phật. Không mong gì khác. Dẫu cho có những người giàu có tỷ phú sang trọng gì đi nữa, Ấn Tổ nói giàu có không thoát khỏi luân hồi, thông minh không cự lại nghiệp lực. Ở đây có những người thông minh lắm, đem cái thông minh vứt ra sau gáy, liện ra ngoài Đông Dương Đại Hải. Thông minh đó nó dính cái ngã: ta là bác sĩ, ta là kỹ sư, ta là ông này, ta là bà nọ, ta là tỷ phú, ta là giàu có. Cái ta đó nó giết mình chết tươi. Phật tu đến chỗ vô ngã, mình tu càng tu cái ngã to càng to đùng. Càng học Phật càng tu, tập khí ngã mạng càng nặng. Chết rồi. Chúc mừng quý vị, may thay sau cái tuần lễ này quý vị có mặt ở đây. Khi mình ngồi mình nghe từng chữ từng câu, lắng lòng thanh tịnh, chấp nhận hoan hỷ tin ưa, những cái điều này nó đột phá cái nghiệp báo quý vị. Chỉ có chánh pháp của Phật
nó mới tiêu nghiệp, chuyển nghiệp, chuyển ác nghiệp trở thành tịnh nghiệp. Giờ lắng nghe câu chuyện thứ hai. Chuyện này nó còn kinh khủng hơn nữa. Chúng tôi có kể rồi mà mỗi lần kể là chúng tôi thấy cái lời ông Tổ nó đi vào lòng của chúng tôi, cho nó cảm xúc lớn lắm. Không biết quý thầy, quý chú nghe qua rồi nó hời hợt hay là nó cảm xúc. Một trận mưa xuống, cây lớn hút nhiều mà cây nhỏ nó hút ít. Một buổi nói chuyện của chúng tôi mà cái người mà có tính tâm kiên định, chân thật, cung kính, sanh lòng hổ thẹn, lắng lòng chân thật mà nghe, giống như cây lớn, cội rễ, tính tâm của người này lớn. Những người họ nghe hời hợt, tai này lọt qua tai kia, phiền não khổ đau vây bủa, không có lối thoát, tự thân gỡ không được, mà không nghe theo người đi trước, chấp vào cái phàm tình bội giác hiệp trần, quay lại với tánh giác, quay lại với cái câu Phật hiệu vô lượng giác, hiệp với phiền não trần lao, khổ không nói nên lời. Nay chúng tôi lắng sâu, nói chậm để quý vị nghe. Giờ nghe câu chuyện thứ hai nè. Cái ông này ông buôn bán quán mặn. Này có kể rồi đó, này lắng nghe lại. Mỗi lần chúng tôi nhớ lại, chúng tôi đọc qua thấy nó khác. Đúng là Phật Pháp vô lượng nghĩa, thầm thâm vi diệu Pháp, trăm ngàn ức kiếp hôm nay mới gặp. Lời Pháp bảo trong văn sao của Ấn Tổ thì hôm nay chúng tôi nói bất khả tư nghị. Lấy da mình làm giấy, lấy máu mình làm nước, lấy xương mình làm viết, lấy tủy mình hòa chung với máu làm nước để viết lên cái kiệt tác trong văn sao Ấn Tổ thì cũng không thể nào viết hết nổi. Cái này thật lòng nó. Lấy da mình làm giấy, lấy máu mình làm mực, lấy xương mình làm viết, lấy tủy mình làm nước hòa chung, viết lên cái kiệt tác. Ở trong văn sao Ấn Tổ cũng không thể nói hết được. Vì những cái lời của Ngài dạy để mình chuyển phàm thành thánh, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Mình đang là tâm phàm, phàm lắm, đụng vô tài sắc danh thực thì là nó dính liền gỡ không ra. Mắt của mình vừa thấy sắc đẹp, quần áo, nhà, cửa, vợ, con, người khác phái, nam thấy nữ, nữ thấy nam, khởi lên lòng dục tính, tâm dâm nó khởi lên không kìm được. Mà một niệm tâm dâm khởi lên thì trăm ngàn cửa chướng ngại mở ra. Nhất niệm dâm tâm khởi, ba vàng chướng môn khai. Biết như vậy nhưng mà không kiềm chế. Bây giờ cái lực nó quá mạnh, đây gọi là nghiệp lực. Một niệm sát sanh khởi lên, trăm ngàn cửa chướng ngại mở ra. Một niệm Phật khởi lên, cõi Tây Phương Cực Lạc hiện ra. Một niệm này là một niệm tương ưng, một niệm Phật. Ta niệm niệm lâu ngày chày tháng tương ưng.
Rồi niệm 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 tương ưng niệm 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 Phật. Một niệm nó có 3.000 cảnh giới, gọi là nhất niệm tam thiên. Một niệm sân nó có 3.000 cảnh giới địa ngục. Một niệm si mê có 3.000 cảnh giới súc sanh. Một niệm tham lam có 3.000 cảnh giới ngạ quỷ, gọi là nhất niệm tam thiên. Một niệm A-di-đà Phật nó có 3.000 cảnh giới cực lạc trong đó. Nhưng mà mình xây dựng chưa đủ. Hằng ngày cái tâm phàm nó niệm tham sân si, nó tạo cái vốn ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh quá nhiều, đầy ắp rồi. Còn cái niệm Phật, cái niệm không vô, nó bị cái niệm ác đánh tan liền, chịu không nổi. Như cái ông này, ông nấu bún mặn, ông bán đắt lắm. Thì khi mà ông nấu bún mặn thì người ta phải giết heo, giết gà đồ, người ta bán cho ông. Đêm ông nằm mơ, ông thấy mấy con heo, con gà, con vịt nó tới nó đòi mạng ông. Nói xung quanh, bữa nay nói về cái chuyện từ tâm bát sát. Sáng hôm nay chúng tôi định nói cái lời khai thị của tổ sư Ấn Quang với lại cái cuộc đời của Lục Tổ Huệ Năng. Tuy nhiên hôm nay lên gặp cô này, cô nói đến cái nghiệp sát của mẹ cổ mà trong lòng vẫn nhàn trắc ẩn, cho nên mới đổi qua cái hướng để mà nói sâu về cái chuyện này. Nó nổi mà mẹ của cổ mà trong cái tử cung nó banh ra mà nó móc từng miếng trong đó, đau đớn quằn quại, chết lên chết xuống, mặt này của nó trắng bạch. Mỗi lần thấy y tá chuẩn bị nó làm là muốn chết, muốn nhảy lầu rồi. Nãy con nói muốn nhảy lầu. Bây giờ thấy lạ không? Con gà nó không có giết mình, cái nghiệp ở trong tâm mình nó quay lại, nó khiến người ta phải giết mình, người ta phải làm gì vậy đó. Công nhận cái nghiệp nó kinh khủng. Chúng sanh tạo nghiệp, không biết đó là nghiệp ác, cho nên nghiệp nó sâu dày như là lòng biển cả. Các hàng thánh hiền Bồ Tát làm phước thiện, không thấy mình làm phước thiện, cho nên phước thiện cao, sâu. Không biết không phải là không có tội đâu. Cái ông này, ông bán đồ mặn, bún mặn, mà cái chuyện bán cho người ta ăn là mình vừa sát, kêu người đó giết, khiến người khác ăn nữa, là cái tội này lớn lắm. Đêm nó mấy cái con thú nó tới lũ lượt, nó kêu lúc trước á, tôi báo cho ông biết là cái phước báu ông còn, cho nên tôi chưa đòi mạng ông được. Bây giờ phước báu thọ mạng của ông gần hết rồi, tôi đến tôi đòi mạng. Bao nhiêu con thú nó rỉ ông là ông chết à? Cái thân như vậy nhưng mà trong cái tâm thức quá đau khổ sợ hãi đến cùng cực, thì ông mới van xin, ông nói nó thôi, ông kêu các ngài luôn, thôi các ngài quan hỷ tha thứ cho tôi đi, tôi không có nấu mặn nữa đâu, tôi đem cái tiền lúc trước giờ tôi bán được, tôi cúng dường trư tăng, tôi hồi hướng cho các ngài, tôi chuyển qua quán chay. Giờ nếu mà các ngài giết tôi rồi, tôi đâu có làm phước, tôi hồi hướng được đâu, oan oan tương báo. Thì 2/3 nó gật đầu để chịu. Ấn tội nó là 2/3 gật đầu để chịu. Nhưng 1/3 nó kêu ông nói vậy ông không làm sao. Mấy con thú nó cũng khôn lắm nha. Nó kêu nếu không làm mạng tôi còn đây, mấy ông đến đòi chứ mấy ông có lo cái chuyện gì đâu. Mà những người thường như vậy là họ có căn lành, họ hồi đầu được. Thì 2/3 nó thôi mày tha cho ổng đi, ổng đã năn nỉ như vậy rồi, mạng ổng còn đó. Rồi cuối cùng nó đồng ý, nó kêu tôi nói ông cảnh cáo ông không làm ông biết tay tôi á. Rồi cuối cùng ổng phát tâm chuyển quán mặn qua quán chay, cúng dường trời tăng hồi hướng, thì tụi nó siêu thoát, nó không đến đòi mạng. Nhưng mà đối với mình mà người không có căn lành, không có công phu, lúc đó là quấn quýt mà càng sợ là nó tấp vô cái là nó đòi thân mạng, nó dẫn cái hồn đi mất, cái xác còn nằm đó. Ấn Độ nói nếu những người mà nghe đến điều này rồi, nấu cho người khác ăn hoặc mình ăn, mình khuyến khích người ta ăn, thì trước sau cũng phải trả.
Đời này không trả thì phải đời sau trả. Cho nên mấy thầy hôm nay mà nghe những cái điều này nhớ trong lòng, gặp một người Phật tử thôi, hỏi cô ăn chay chưa, họ kêu chưa, mình ngồi mình khuyên họ, nói là họ ăn chay được, để nó khởi được tính tâm bồ đề tâm của họ kiên định, để họ niệm Phật ăn chay vãng sanh công đức, còn hơn cúng dường bảy báu cho hằng hà sa số các vị Bồ Tát. Dầu cho cúng dường hằng sa thánh, không bằng kiên dõng cầu chánh giác. Nói cho họ một cái pháp mà để cho họ cầu chánh giác, nó còn hơn là mình cúng dường bảy báu cho hằng hà sa thánh. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, nhưng mà điều mình không có canh cánh cái chuyện này, mình không thấy cái chuyện này là chuyện quan trọng, cho nên mình không để trong lòng, cho nên mình gặp người đó mình nói không được. Để trong lòng thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu nhà, thiếu cửa, rồi toàn là cái tâm nó thấp hèn không mà. Cho nên sở dĩ cái nghiệp chướng của mình nó làm chướng ngại cái công phu niệm Phật của chúng ta là do đời trước chúng ta đã tạo. Và cái nghiệp gì là nó gây chướng ngại cho chúng ta nhất? Lắng nghe nè. Vì cái nghiệp ái nó vào trong cái cõi ta bà này, gọi là ái bất nhiễm bất sanh ta bà. Mà khi mình vào trong cái cõi ta bà này nè, do cái nghiệp ái mình thấy cha mẹ ân ái, cho nên mình cũng có cái tâm ái đó bắt đầu mình đi vào. Mà khi mình vào, mình ở trong bụng cha mẹ mình, bắt đầu mình sanh ra, mình lớn lên, thì Ấn Tổ nói cái tâm ái này nè, nó còn yên nguyên đó, mà có thể nó mạnh hơn nữa. Nếu mà mình không có biết khống chế chuyển hóa nó thì nó cứ dắt mình đi vô sanh tử luân hồi, một đời không bằng một đời. Đời này là làm người nam, đời này là một người nữ, nhưng mà đời sau bắt đầu là mình vào bụng cái bụng mái. Mà may lắm á, mà mình không giữ được cái tâm này á, là may lắm á, mình làm người nữ mà cũng người nữ lái gái làng chơi, một mình phải chịu đựng hết bao nhiêu người nam để lấy một chút tiền đó để mình sinh sống. Cái nghề mình là như vậy, gọi là đi làm tiền ở lầu xanh, rất khổ đau. Và khi cái nghiệp của quá khứ nó vì cái tâm ái này mạnh á, tâm dâm mạnh á, nó phải đẩy mình vào trong cái nghề nghiệp đó, cái quỹ đạo đó. Có ông sư ông kể cái chuyện này, mình nghe mình thấy đúng thiệt. Ấn Tổ ngài nói trong kinh Pháp Hoa, nói người nào mà cái nghiệp ái nặng thì thường niệm Quan Âm Bồ Tát trì chú Đại Bi. Không hiểu sao mà ngài cứ nhắc đến cái chuyện này, bởi vì ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát rồi, thấy cái thần lực gia trì của Bồ Tát Quan Âm bất khả tư nghị, cho nên ngài nhắc cái lá thư nào, chút nữa con nghe lá thư đọc nè, ngài lá thư nào ngài cũng nhắc đến cái việc niệm Quan Âm Bồ Tát kèm theo với danh hiệu Phật. Có cô đó ở Vũng Tàu, mà cô này cô đẹp gái lắm, cô xinh gái lắm. Mà thường mấy cái người mà có ngoại hình đẹp rồi mà không có đạo đức là người ta chảnh, biết chảnh không? Chảnh nghĩa là người ta ta đây dữ lắm, xem người ta không ra gì hết. Mà cuối cùng cô lớn lên rồi học thì cũng được, mà cứ vào công ty chỗ nào làm là mấy cô vợ của mấy anh giám đốc là đuổi hết trơn à. Bây giờ cô đẹp quá sợ mấy ông chồng của mình là giám đốc cướp cua cổ đi á, cho nên đuổi cổ, đuổi hoài, cuối cùng không có công ty nào nhận hết trơn. Cuối cùng bà đi làm gì không? Đi làm tiền ở dưới Vũng Tàu. Cũng khổ, một mình một đêm bao nhiêu đàn ông tới họ đưa một ít tiền, khổ đâu biết bao nhiêu mà kể. Cô lên trên cái núi đó, lên cái tỉnh xá đó, có vị sư đó, và tính đất vị sư đó kể chúng tôi. Kêu sư ơi con khổ quá rồi. Kêu ổ, nhìn thấy cô sắc diện quần áo đẹp vậy chắc là cô nhà giàu sung sướng lại ha. Kêu không, nhìn sắc diện vậy cho trong tâm nó tan nát đời con mà sư ơi. Hỏi tan nát làm sao? Kêu con đi làm xin công ty nào ông giám đốc ông cho rồi mà vợ giám đốc đuổi con. Con không có làm chỗ nào được hết trơn, cuối cùng con đi làm tiền. Ông sư nghe ông giật mình. Ông kêu cái phước tướng của con có mà cái phước tâm con không có. Cái phước tâm của con tức là con khinh mạng, con mất hết cái phước, con ngã mạng, con ta đây, con không biết cung kính mọi người, cho nên phước tướng có mà phước tâm không có, trong tâm không có đức, không có phước là coi như là vứt đi, không có xài được.
Bây giờ con muốn có phước tâm không? Kêu dạ muốn chứ. Ở trong này ai muốn có phước tâm không ạ? Gọi là rượu phước điền tâm á mà. Cuối cùng cái ông nghe, mà cái người mà đau khổ tột bực rồi đó, nghe khai thị cái nó thấm giống như mình khát nước giữa sa mạc, quá khát đi một ly cái tự nhiên mình thấy giá trị. Còn bây giờ ông có khát đường bình vô cũng thấy bình thường hả? Cuối cùng ông sư nói sao? Cái phước mà người niệm danh hiệu Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát là cái phước tâm nó thù thắng. Bây giờ con có phước tướng mà cái phước tâm không có, thời gian á, cái tướng này nó phá, mất cái tướng đâu tốt này. Gọi là hữu tâm tự tướng, tướng tự tâm sanh. Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Hữu tướng là con có cái tướng đẹp nhưng mà con vô tâm, tức là con không có cái tâm tốt, không có cái phước tâm. Ở trong tâm không có cái phước, cho nên nó sanh ra kiêu mạn. Bây giờ con niệm Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát đi, Bồ Tát sẽ xoay chuyển cuộc đời của con. Con tin Bồ Tát Quan Âm đi, và cái danh hiệu này, cái công đức bất khả tư nghị, mà nó tiêu đi cái nghiệp để con đi làm gái làm tiền này. Sở dĩ có cái nghề này là do cái nghiệp. Cái nghề sát sanh cũng là do cái nghiệp đời trước. Họ thích sát sanh, đời này họ gặp cái nghề này họ thích liền. Cái đời trước họ làm bác sĩ, đời này họ gặp cái nghề bác sĩ họ thích liền. Đời trước làm thầy chùa, đời này thấy tu cái nó thích tu liền. Hiểu không? Hiểu không? Nghiệp của quá khứ chi phối. Đời trước con cũng có cái nghiệp ái, cho nên thành ra cũng cung kính người ta, mà bây giờ không còn cung kính nữa, cho nên thành ra vì cái tâm cung kính nó có cái ngoại hình đẹp một chút, nhưng mà cái tâm phước báu không còn. Bây giờ nhanh nhất là con chỉ niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát thì cái phước tâm nó lớn nhanh nhất. Rồi Bồ Tát Quan Âm xoay chuyển cho con, chứ bây giờ con giống như con ruồi mà ở trong tơ nó dính rồi, con dãy cái gì nó cũng nằm ở trong cái nghề đó. Bây giờ con muốn thoát cái nghề đó là chỉ có thần lực Quan Âm Bồ Tát gia hộ thôi. Ông sư đã nói xong cái là cổ kêu con nghe lời sư, vẫn còn đi làm cái nghề đó chứ giờ đâu có nghề gì khác đâu. Sao bả niệm Quan Âm rồi cái tự nhiên gặp cái ông giám đốc hãng ô tô Toyota ở Sài Gòn, cũng đi chơi vòng vòng chưa có vợ, xuống thấy cổ con cái gì thích qua cái dắt cổ về làm vợ mất. Trời ơi, có kia ổ sao ngộ ta, làm mười mấy năm không thấy ai thích mình, bữa nay mới niệm Quan Âm mới mấy tháng ông này cũng thích mình ta. Hình như ông sư cũng nói trong cái danh hiệu này nó có cái phước tâm á nghe. Bây giờ bả tin bả tin rồi thì cuối cùng sao, về làm vợ giám đốc. Về xong cái vài bữa sực nhớ ông sư, trời, nhờ ông sư không chỉ mình niệm Quan Âm, cuối cùng mình về rút trúng ngay cái gọi là chuột xa ổ nếp ta. Thì cuối cùng sao, đi xuống cảm ơn ông sư, đi xuống cảm ơn ông sư, kêu nhờ sư chỉ con niệm Quan Âm. Mà cuối cùng ông giám đốc này ông đi lòng vòng, ông chưa có vợ, cái ông cưới con về làm vợ nhất luôn chứ không phải vợ nhì nữa. Cái rồi mà lạ nghe, cô này cô nói từ khi bắt đầu nhớ niệm Quan Âm khổ quá rồi. Vì cái người mà họ làm cái thân nữ để bán cho người nam như vậy đó, họ đau khổ dữ lắm. Họ mệt mỏi, họ đau khổ vô cùng. Không phải chồng mình mà mình phải ăn nằm khổ đau vô cùng. Mà đó là do cái nghiệp ái quá nặng đời trước, cho nên nó chiêu cảm cái quả hiện tại phải vô gái lầu xanh làm tiền khổ đau như vậy. Mà đúng thiệt cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm bất khả tư nghì, mới có 3 tháng à. Mà cô này mà được cái phước tương đồng với cái ông này á, là cổ phải đi cúng dường, có tiền có bạc á, phải cúng dường bao nhiêu năm cái phước của cô này có, nó mới tương ưng với anh chàng này, nó mới về làm vợ làm chồng được chứ. Mà sao niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát mới cái 3 tháng mà là tự nhiên cái công đức ở trong tâm nó tương ưng, và công đức này á, nó còn hơn cái phước báu của ổng luôn á. Mà khi có công đức cái là có phước báu à. Cuối cùng cái xuống cảm ơn sư, nhờ sư rồi con được ông chồng giám đốc rồi, thôi con cúng dường cho sư 2 triệu. Ông sư nói nè, cái tâm ái của mình khi Bồ Tát Quan Âm chuyển được rồi đó, nhưng mà từ khi con niệm như vậy, con về lại nhà vợ ông giám đốc này đó, con có niệm nữa không? Kêu thôi có chồng rồi niệm chi nữa. ông sư kêu chưa được, cái tâm tham của con đó còn, rồi cái tâm sân hận của con cũng còn đấy. Mới chuyển được cái tâm ái thôi à, mới chuyển được cái có cái phước báu, nhưng mà cái tham nó còn trong đó. Mà đúng tham bà cố luôn, nếu mà vợ giám đốc cúng dường 2 tỷ nó cũng chưa xứng đáng. Cuối cùng sao, cô nghe kêu kêu ổ vậy niệm nữa ha, kêu tiếp tục niệm nữa, niệm để nó chuyển tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm ái, và niệm đến cái lúc mà con chết đó, Bồ Tát Quan Âm tay cầm tràng phan hậu bảo cái đến rước con về Cực Lạc, ở gần với Đức Phật Di Đà, ở chung với Đức Phật Di Đà và các hàng Bồ Tát là thượng thiện nhân,
lúc đó nó mới thù thắng cho vợ giám đốc ăn thua gì. Cứ vậy hả? Cứ ừ. Quý vị biết là, quý vị biết là ông sư này là ông chuyên thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Gặp ai đâu khổ cũng chỉ hết. Đến nỗi cái cô gái làm tiền mà ông chỉ cũng thoát khỏi cái nghiệp làm tiền. Sở dĩ vì sao mình không tin nổi? Vì mình chưa khổ đến cùng cực như cô gái này. Thứ hai, căn lành của mình, thiện căn của mình quá thấp kém, cho nên chưa khổ đâu và thiện căn thấp kém. Nói đến danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, nói đến danh hiệu Phật, nói đến công đức Phật lực gia trì, nghe tay này lọt qua tay kia xong rồi thôi, không để tâm. Cho nên tổ sư Ấn Quang nói như sao, lắng nghe nè. Hằng ngày không có cái gì không đương vào người khác. Ngồi lên cái ghế này cũng để mấy thầy mấy chú sắp xếp có ghế ngồi, có người làm cái ghế cũng nương người khác. Cái áo bận này cũng nương cái người dệt vải làm tơ lụa. Hôm qua phủi tóc cũng nhờ có người làm được cái dao lam. Chút nữa ăn cơm phải nhờ người trồng lúa. Có nước nấu cơm phải nhờ người đào giếng. Ông tổ nói trong cuộc đời này không có cái gì không nương vào người khác. Ấy thế mà Phật lực không nương, đúng là kẻ mất trí điên cuồng si dại đến thế. Phật lực, pháp lực, Bồ Tát lực giống như trăng trên trời, mà ngàn sông có nước ngàn chăn sôi, muôn dặm không mây muôn dặm trời. Nếu cái ao đó nó đục thì trăng không có rọi xuống được. Trăng vẫn hiển hiện trên trời rọi xuống, mà do ao đó nó đục cho nên thành ra không thấy trăng ở dưới nước. Đó là do ao nước đục gây nên như thế, không phải là do trăng. Lòng của mình vẫn đục, không có niềm tin, thiện căn không có, thiện niệm không có, tịnh niệm mình không có tương ưng. Cho nên thành ra thần lực của Phật Bồ Tát ứng hiện ở trong này, xuất hiện ở trong này mà mình bị ngăn che mất. Ngủ ấm là sắc thọ tưởng hành thức nó che mất, ngăn che mất. Nãy có một cô gửi lên mấy triệu cúng dường, cô gửi cho cô Thấm mà cô tắc bạch cúng trai tăng. Chúng tôi hỏi sao cô đang ở đâu, kêu đáng lẽ hôm nay ngày rằm con lên chùa thầy, không có tuần nào con bỏ, mà bữa nay con đang bị gọi rằng là huyết áp cao, con nằm với bệnh viện bác sĩ không cho về. Giác Nhàn nói bây giờ cô hít thở cho sâu đi, con cái nó làm gì làm. Nghe cô Thấm nói bây giờ con cái á, nó toàn là nhìn lỗi cổ, nó trách móc cổ, nó làm cổ rất là khổ đau. Cho nên cổ cứ suy nghĩ mấy đứa con làm cổ khổ đau, nó buộc cái nghiệp đó, nó ràng buộc ở trong đó. Cổ nằm cổ bất an, cổ đau khổ cho nên huyết áp nó lên. Kêu bây giờ cô nghĩ đến Phật, đừng nghĩ đến mấy đứa con nữa, nghĩ đến Bồ Tát, cô niệm cô hít thở cho sâu đi. Cổ nghe như vậy đó, cổ nhờ có lên trên tỉnh thất á, cho nên thành ra bữa nay gặp cổ nói chuyện cho cổ nghe, cái cô mừng quá chừng, cổ kêu dạ cảm ơn thầy. Giác Nhàn nói cô niệm Quan Âm đi, rồi Quan Âm xoay sở cho cô, cho tự thân của cô không làm được đâu. Cái nghiệp chướng nó đang bao vây, tự thân mình không có được. Mình đang bị bệnh mà mình tự thân mình để hết bệnh nó lâu lắm, có thuốc uống vô cái này nó đỡ. Cô nghe vậy cái là cổ gì, cô có tính tâm. Bởi vì do hàng tuần sẵn cô có lên đây rồi. Con người của mình lắng nghe này, chỗ này quan trọng này. Cái thiện căn của mình không có được nuôi dưỡng nó tốt, cho nên thành ra cái thiện niệm thiện căn của mình nó bị thu chột mất. Ví dụ như là ba cái nghiệp của mình đó là thân khẩu ý. Cái thân căn của mình nó bị nhiễm vào trong cái ác nghiệp là sát sanh trộm cắp tà dâm mất. Cái miệng của mình nó nhiễm vào trong cái ác nghiệp là nó nói láo, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói thiêu dệt. Nó nhiễm vào cái thiệt căn của mình á, cái miệng của mình nó nhiễm vào cái ác nghiệp mất à. Và cái ý của mình nó nhiễm vào tham sân si. Cho nên 10 cái nghiệp ác mình nó bao vây trong đời quá khứ cũng như hiện tại, nó không buông tha ra được. Thì Ấn Tổ muốn, Ngài nói rằng là muốn mà tiêu được cái nghiệp, cái túc nghiệp của quá khứ, mà cái thân của mình sát sanh trộm cắp tà dâm á, miệng nói láo khoe khoang đâm thọc rửa chửi á, ý tham sân si á, chỉ có cái cách là niệm Phật hay nhất, nhanh nhất, chuyển lệ nhất. Mà trong đời này nó chưa có chuyển sạch sành sanh, nó chưa chuyển hết, nhưng mà hàng phục được nó.
Tức là nó có manh nha khởi niệm nhưng mà nó không có tác oai tác quái, tức là nó không có dắt mình đi phải làm. Vừa rồi có một chú ông xuống khu chuyên tu, ông xin sám hối tội. Này chúng tôi nói quý vị đừng có nói chúng tôi sao mà nói cái chuyện mà nó hơi thô lỗ một tí. Thực ra cái chuyện này là cái chuyện mà Ấn Tổ nói đi nói lại, trẻ thanh niên bây giờ 10 đứa hất 9 bị phạm. Ông nói sao mà con giữ không được, chưa có gia đình mà con cứ thủ dâm, bây giờ con người con như cây khô. Ấn Tổ nói cái đứa nhỏ từ 13, 14, 15 tuổi á, rồi đến 20 mấy tuổi á, rồi họ tức là tự hành hạ cái sắc thân này, thủ dâm giống như cây trồi, cái cây nó mới lên trồi non bẻ hết cái trồi non nó chết. Cái này là phá hại, tàn hại sắc thân của mình. Sắc thân của mình, cha mẹ của mình sanh mình ra nuôi dưỡng đến bây giờ không báo hiếu mà bây giờ tàn hại sắc thân. Ngài nói cái này là chóng chết nhất, chóng chết là nhanh chết nhất. Nếu thanh niên mà không đọc được bảo thân tiết dục này, không sợ quả báo, cái lúc mà thọ mạng hết phải đọa vào trong địa ngục do cái nghiệp thủ dâm, thì cái đứa trẻ này không đọc được cái bộ sách này thì 10 đứa hết 9 đứa bị. Chỉ một đứa căn lành lắm thì nó không bị. Cái tự thân con không có thể vượt qua được, thầy có cách gì giúp cho con? Văn Nhàn nói có cách. Chú chịu làm không? Anh kêu chịu làm chứ bây giờ nó quá mệt mỏi rồi. Thân thể như là nó khéo héo khô à, không tự chủ được nữa. Cái nghiệp này nó quá mạnh. Thì chúng tôi nói hàng ngày phải trì làm sao được 50 biến đại bi. Ấn Tổ nói là mỗi ngày ít nhất là ngày là 50 biến, nhiều nhất là 75 biến. Quý vị nhắc nhớ điều này cho nên nói với con em mình nha. Thứ hai, thường thọ trì niệm danh hiệu Quan Bồ Tát. Bởi vì cái nguyện của Ngài nói trong Kinh Phẩm Phổ Môn, nếu ai nhiều dâm dục, nhiều si mê, nhiều sân hận, nhiều tham ái mà thành tâm niệm danh hiệu Quan Bồ Tát thì người này sẽ dứt trừ rất nhanh. Bên cạnh đó nữa, con phải sợ cái quả báo thủ dâm này nó phải đọa vào trong địa ngục, ôm cột đồng khổ đau vô cùng. Tối nào, ngày nào rảnh là đọc đến cái cuốn Bảo Thân Tiết Dục cho thầy. Cái đây là kinh nghiệm xương máu của thầy. Thầy chỉ cho chú, chú làm được một cái là hữu ích mà đi giúp cho những người bạn bè thanh niên khác. Hơn sao chú còn căn lành, chú thưa với thầy thì chỉ cho chú. Nghe cái rồi tự nhiên gương mặt ông nó khác thường. Nó khởi sắc ra là ông có cái tia hư vọng. Trong thời ông nghĩ ông chết. Cho nên cái tâm dâm khi mà nó khởi lên là bao nhiêu cửa chướng ngại, vì đây là nghiệp chướng. Mà khi nghiệp chướng này nó khởi lên, bắt đầu báo chướng nó tới. Báo chướng tức là thân thể này bắt đầu nó bệnh hoạn, bắt đầu nó đi đến chết yểu, chết trước tuổi thọ. Và báo chướng nó tới thì bắt đầu phiền não chướng nó tới. Quý vị để ý coi, ba cái này là ba cái chướng ngại. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chứng minh liễu. Người có phiền não nặng trí tuệ không sanh, phiền não nhẹ thì trí tuệ trưởng. Nghe câu đó, phiền não khinh, khinh là nhẹ thì trí tuệ nó mới phát sanh. Muốn phiền não khinh nhẹ thì chỉ có niệm Phật là phiền não nó sẽ nhẹ, thì trí tuệ nó sẽ phát sanh. Ba cái chướng ngại đó là nghiệp chướng, là túc nghiệp của quá khứ và nghiệp hiện tại của thân khẩu ý. Và nghiệp hiện tại này nó thọ lãnh cái quả báo đời vị lai trong hiện đời này luôn chứ không phải đời vị lai. Nay có chú Trí, tự nhiên cả một nhóm của Mai mà thường hôm bữa phóng sanh ở dưới chùa Vĩnh Nghiêm là cổ đi mua mỗi lần cứ 100 triệu, rồi cái đoàn hùng vô mấy chục triệu nữa, làm cũng 8 lần. Nhóm này họ làm trong 8 lần đó ở tại Vĩnh Nghiêm ở Sài Gòn. Họ gặp chúng tôi ở dưới đó cũng lâu rồi, chú này cũng 8-9 năm biết chúng tôi. Chú này cũng chứng duyên đời trước nhiều cho nên gặp cô vợ này cũng hành hạ cũng tơi tả lắm. Mà hôm qua ông nói kêu hành hạ gì hành hạ, làm gì làm cái cười thì bỏ qua, bữa nay cho mình thờ Phật niệm Phật là được rồi, mà chứ không có cho sợ đi tu kiếm chuyện đủ thứ.
Cuối cùng cái rồi lên thăm với chúng tôi, chú kể tự nhiên chúng tôi có cái ấn tượng về ba của chú này. Chúng tôi hỏi, ổ mẹ chú đi mà sao không thấy ba chú? Kêu ba con bây giờ cưa cái giò. Hỏi sao vậy? Kêu nó bị sao đó, không thông huyết, thông máu hả, bị gì đó người ta cưa rồi. Mà do ba con đời trước ông cứ bắt ếch, bắt nhái, ông bẻ chân bẻo cẳng á, cho nên giờ nó cưa chân ông lại. Tôi thấy cái đạo lý nhân quả này nó không có sai. Trong hiện báo luôn á, tức là trong đời này ông làm và trong đời này ông nhận quả báo luôn. Thì do cái nghiệp mà sát sanh bẻ chân ếch, chân nhái đó, thì bây giờ đây là cưa giò mình lại. Thì bẻ chân ếch, chân nhái đó là nghiệp sát sanh của thân nghiệp. Và nghiệp của khẩu nghiệp là ăn thịt chúng sanh. Rồi bây giờ cái gì? Báo chướng nó tới là phải cưa cái giò. Mà khi cưa cái giò như vậy mà cái người mà không có cái pháp tu để an định á, thì phiền não nó tới liền à. Thân thể mà đau bệnh là phiền não nó tới ngay. Là gì? Phiền não chướng. Mà nếu không có, muốn không có báo chướng á, thì gì? Thì người này đừng có gây nghiệp chướng. Ngay bây giờ phải phát bồ đề tâm, ăn chay trường, không sát sanh nữa. Quyết định như vậy là người này sẽ ngăn cản được cái nghiệp chướng của sát sanh. Và người này quyết định là không bao giờ nghĩ đến cái chuyện muốn moi tiền người ta, muốn lấy tiền người ta, không trộm cắp. Phát bồ đề tâm, bố thí cúng dường. Và con người này giàu có vợ chồng đi nữa là quyết định càng tiết chế từng nào càng tốt, gọi là không tà dâm. Bây giờ khi mà mình khởi niệm lên giàu, Ấn Tổ nói giàu cho vợ chồng mà xem giống như đồ chơi, giống như là bữa ăn cơm uống nước để mà thỏa lòng dâm, thì tâm này ngăn cách với Phật mất à. Phật không rước mình về Tây Phương Cực Lạc, người này sẽ gặp nhiều chướng duyên. Vì cái nghiệp tà dâm này á, mà riêng đối với vợ mình á, rồi mình không thỏa thích nữa, rồi bắt đầu mình lan chạ với người khác. Cái tâm này nó cứ phát sanh như vậy, nó dẫn mình đi hoài. Con người này phải trì đại bi, niệm danh hiệu Quan Âm, đọc cái bảo thân tiết dục, và sợ cái nhân quả này. Phải thực sự là sợ cái nhân quả này, là cái nhân của tà dâm này phải đọa lạc. Mà đọa lạc xuống địa ngục rồi bao nhiêu đời kiếp khổ đau dưới đó. Khổ đau dưới đó xong rồi bắt đầu hết cái kiếp ở địa ngục là lên làm ngạ quỷ. Ngạ quỷ là cái bụng như cái biển, cái cổ như cái kim. Người nói kinh khủng. Mà hết loài ngạ quỷ rồi bắt đầu nó lên làm loài súc sanh để người ta cởi, người ta giết, người ta nấu chiên rang xào. Hết đời súc sanh rồi lên đợi chuyển được đời người. Mà quý vị biết bao nhiêu đời không? Lâu vô cùng. Mà hết đời súc sanh nó lên làm loài người thì gì? Ở thuê, ở mướn, ở đợ, khổ đau hình dạng thì xấu xí. Mà được một con người như bây giờ, đầy đủ lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, có đủ ăn, tin được pháp môn tịnh độ, là Phật tử, con của Phật, là quý vị biết sinh tử bao nhiêu đời đến giờ. Nghe Ấn Tổ nói mình tốt hồi mồ hôi máu. Muốn có cái chất này ở trong con người phải đọc bộ văn sao. Bây giờ các vị giảng về tịnh độ thôi nói đủ kiểu hết trơn. Họ là nghiên cứu nói cho họ không có hành trì. Họ không có hành trì, họ nói cho nên quý vị nghe qua rồi, quý vị làm nó chặt lắc coi chừng nó bị trở ngại. Cũng như họ đọc trong kinh, họ nói là trong kinh A Di Đà nói niệm một ngày đến 7 ngày không ăn không ngủ gì hết trơn. Hoặc là không ngủ một ngày đến 7 ngày nhất tâm bất loạn Phật A Di Đà xuống rước. Mình niệm đến 7 ngày cũng không thấy, 70 ngày cũng không thấy. Là do cái đó là trong kinh nói các hàng thượng căn. Các hàng thượng căn chỉ 1 ngày đến 7 ngày là họ tương ưng vô tâm muội rồi. Còn mình thì Ấn Tổ muốn nói là gì? 7 năm đến 10 năm đến 20 năm. Nếu mà mình không gặp Ấn Tổ là coi chừng mình nghe người ta nói cái mình lao mình vô làm là coi chừng nguy hiểm. Tâm chưa tương ưng với Phật mà cứ mong chờ 7 ngày Phật đến là cái chừng ma xuất hiện. Tâm đó là tâm vọng động, nguy hiểm vô cùng. Nhưng bộ sách văn sao mà cái bộ Tinh Hoa Lục chuẩn bị in đây nữa mới giá trị nữa. Nói những cái yếu quyết ở trong cái pháp môn tịnh độ mà ngài gì? Ngài có sự chứng đắc và những chúng sanh tu bị khúc mắc ngài gỡ. Cái bộ sách này là bộ sách coi như là gối đầu giường dắt mình về Tây Phương Cực Lạc an toàn vô cùng. Rồi hôm nay chúng tôi lên đây chỉ nói là nói để làm cái gì vậy? Giới thiệu bộ văn sao. Bởi vì cái lời của Giác Nhàn dù cho nói ra nó hay gì đi nữa, quý vị có nhân duyên với Giác Nhàn quý vị nghe như vậy ngang. Nhưng mà về quý vị rất là dễ quên. Nhưng mà riêng văn sao đọc mà mình gì cảm được rồi, mình hành trì được rồi. Bởi vì trong cái lời văn sao cái năng lực và cái tác dụng ở trong đó bất khả tư nghị. Đây là lời của Phật của Tổ mà. Cho nên thành ra nó có một cái sức mạnh ảnh hưởng con người, nó bền.
lâu dài. Thì như vậy hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái nghiệp mà sanh tử luân hồi là do ái, thủ và hữu. Lắng nghe ba chữ này. Ái nó rộng hơn, tâm dâm thì đối với giữa nam nữ thôi, mà ái là nó thương con, thương chồng, thương nhà, thương cửa, thương tiền, thương xác thân này luôn. Nó quyến luyến cái xác thân này luôn. Rồi tâm ái nó dính mắc, nó trói buộc ở trong đó. Vì tâm ái có cho nên nó có hữu. Hữu là có dính mắc. Khi mà có dính mắc thì nó có sanh lão tử, nó có luân hồi. Mà cái dòng xích mà ái mà mình cắt được á, mình chuyển cái tâm ái thương tất cả chúng sanh, mình thương riêng tư trong gia đình của mình, bữa nay mình khởi cái thiện niệm lên thương tất cả chúng sanh, rồi mình khởi cái ý niệm lên là cha của mình là Đức Phật Di Đà ở bên Tây Phương Cực Lạc, mẹ của mình là Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, và các bạn của mình là thượng thiện nhân ở bên Tây Phương Cực Lạc đang chờ đón mình về bên đó. Ở cõi đời này nó giả tạm thôi, dầu cho nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, nó là giả, không có thiệt, nó sẽ qua. Mà chắc chắn nó sẽ qua. Nó giống như là sống, nó cuồn cuộn rồi gì, nó cũng trở về cho nước. Cái nghiệp báo này nó cuồn cuộn, nó dắt mình đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người trời gì đi nữa. Mà người mà có niệm một câu Phật hiệu lọt vào trong tâm, có độ lạc đi gì đi nữa, rồi lâu ngày người ta cũng gặp pháp môn tịnh độ, rồi người ta nguyện vãng sanh. Cũng như quý vị chung cùng chúng tôi là sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp rồi, hôm nay mới ngồi tại đây tin pháp môn tịnh độ, đúng không ạ? Đây là cơ hội vãng sanh. Nó lòng vòng, nó sanh tử luân hồi, cho nên đây là cơ hội để chúng ta về với Đức Phật A Di Đà. Bây giờ lắng nghe Tổ sư Ấn Quang khai thị về cái người vì cái nghiệp chướng là do cái tâm tà dâm nguy hại tột cùng. Vì chúng tôi nói ba cái nghiệp của thân: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Nếu không làm là thiện, nếu làm là ác. Lắng nghe câu này nè: nhất niệm dâm tâm khởi, nhất nghiệp dâm tâm khởi, nhất nghiệp ái tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Một niệm dâm khởi lên, trăm ngàn cửa chướng ngại mở ra. Một niệm ái khởi lên, trăm ngàn cửa chướng ngại mở ra. Không phải bỗng không đâu. Đời trước mình giật chồng của người ta, đời trước mình cũng lan chạ, cho nên đời này chồng mình cũng như vậy đấy. Mình yêu thương vợ mình, vợ mình lan chạ, đời trước nghiệp báo của mình cũng bị cái nghiệp báo này, cho nên bây giờ không có hạnh phúc. Mình phá hạnh phúc của người khác, nhất là cái hạnh phúc mà chúng sanh đang sống với nhau mà mình giết nó mình ăn. Cái này là cái nghiệp báo chia đàn thể sẽ nghe, nó làm gia đình mình tan nát. Nhớ gia đình của chúng tôi, sao mà ông bà cụ gặp nhau là cãi nhau, cuối cùng ông cụ phải vô kinh tế mới ở trong buôn ba ở 12 năm, hai người không ở gần được. Bây giờ do mình giết chúng sanh, mình ăn thịt chúng sanh, mình ẩn tổ nó là đem tiền đi thuê người ta giết á, cho nên thành ra là gia đình mình nó lộn xộn. Cái điều này ngài nói là chúng tôi tin, không biết rồi qua đây quý vị có tin hay không. Cái người mà có căn lành, người ta nghe đến điều này người ta tin, người ta ăn chay trường ngay. Trong nhà người ta không bao giờ có sẽ sát sanh, không bao giờ mà có chiên rau nấu xào thịt chúng sanh nữa, thì gia đình người ta bắt đầu yên ổn rồi. Từ khi cái bắt đầu gia đình cúng chay, chúng tôi đi tu, cái gia đình bắt đầu nó yên ổn từ từ. Cái chuyện này thực sự mà nói, bản thân của mình biết được nhưng mà gia đình của mình không chuyển được. Bản thân mình biết là cái chuyện sát sanh, ăn thịt chúng sanh là nó nguy hại vô cùng, nhưng mà mình biết được, mình làm được, mà gia đình mình không chuyển được. Thì bây giờ mình phải phát bồ đề tâm tinh tấn. Nghe cái nghiệp này Ấn Tổ nói nè: tà dâm phàm với những kẻ chẳng phải là thê thiếp của chính ta, bất luận là kẻ ấy hiền lương hay hạ tiện, đều chẳng được cùng họ hành dâm. Hành tà dâm là hoạn loạn nhân luân, tức là dùng thân người làm chuyện xúc sinh.
Đời hiện tại đã thành súc sanh thì đời kế tiếp phải làm súc sanh. Người đời coi chuyện con gái lén lút cùng người khác là nhục, chẳng biết con trai tà dâm thì cũng đáng nhục giống hệt như con gái. Kẻ tà dâm ắt sanh ra con cái chẳng trinh khiết. Ai muốn con cái của chính mình chẳng trinh khiết ư? Tự mình đã làm chuyện ấy trước, con cái bẩm thụ khí phận của chính mình. Nếu mà người đó có con cái rồi tiếp tục ăn nằm vợ chồng không kiên kỵ thì con cái mình nó bẩm thụ, là nó hấp thụ cái khí chất của mình, nó cũng mang cái tâm tà dâm này rất nặng. Lớn lên nó hư, mới có 14, 15, 16 tuổi là nó đi theo trai nó ở hết rồi, nói nó không nghe đâu, do nó hấp thụ cái tính khí của mình không biết tiết dục. Tự mình đã làm chuyện ấy trước, con cái bẩm thụ khí phận của chính mình, quyết khó thể đoạn, đoan chánh chẳng tà. Không những chẳng được tà dâm với bóng sắc bên ngoài, mà ngay cả trong sự chánh dâm là giữa vợ chồng cũng nên giới hạn. Nếu không chẳng chết sớm thì cũng tàn phế. Này ngài nói đúng lắm. Này chúng tôi đọc cho quý vị tin, chứ còn đôi khi chúng tôi nói quý vị không tin. Ngài là vị Bồ Tát mà nói. Cái người mà không biết bảo thân tiết dục, không biết cử về cái chuyện mà ăn nằm, thì người này không chết sớm cũng tàn phế, hại thân vùi chí. Nếu không chẳng chết sớm thì cũng tàn phế. Kẻ tham ăn nằm khó có con cái, dù có sanh ra cũng khó thành người. Dẫu có thành người thì cũng yếu đuối, chẳng thành tựu gì. Người đời coi hành dâm là vui, chẳng biết chỉ sướng một khắc, khổ suốt cả đời, khổ lây con cái, con cháu luôn. Quý vị biết đến cái bậc nào là họ đoạn được cái tâm dâm này không? Vào dòng thánh Tu Đà Hoàn. Bây giờ mà tìm con người vào dòng thánh Tu Đà Hoàn, tứ quả thanh văn, hiếm lắm, không có. Khi mà vào dòng thánh Tu Đà Hoàn, cái tâm dâm này mất, không còn nữa. Dầu cho đứng trước mặt mỹ nữ không bận đồ lõ lồ vậy mà họ vẫn không khởi một niệm. Bây giờ bên trong họ mất, mất cái ý niệm này rồi, hết cái chất này rồi. Thì Ấn Tổ nói là người này dầu không đi tu mà họ có vợ, có chồng, nữ thì có chồng mà nam có vợ, bắt họ hành tà dâm, họ không là không, thà giết họ chết, họ không là không. Vì cái đó là bổn phận làm con nghe lời cha mẹ là như vậy thôi, chứ không có thể nếu họ không đi tu. Còn các người phàm phu chúng ta đó ngang, mà không sợ cái nhân quả tà dâm vùi, hại thân vùi chí như vậy nè, đọa lạc và không niệm được câu Phật hiệu, thì xưa nay có ai tránh được nó không? Cho nên Phật cũng đưa ra cái giới không bao giờ thay đổi. Đến 10.000 năm, 20-30.000 năm về sau, mười phương chư Phật ra đời cũng không thể nào mà thay đổi được năm giới. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nô lá, uống rượu, cũng có thể Phật nào mà thay đổi được năm cái giới này. Cái giới này là từ cái tánh phàm phu của chúng sanh rồi, mà về Tây Phương Cực Lạc là không có cái giới này à. Có phạm đâu mà, có phạm đâu mà Phật Di Đà chế giới này, đúng không? Ở cõi này Phật Thích Ca Mâu Ni phải nói ra cái giới này, nó nguy hại. Không phải đơn giản nữa. Nếu không chết sớm cũng thành tàn phế. Chuyện này nó hay. Đúng ra khu chiên tu thì chúng tôi quy định không có mở cửa. Mà hôm qua cái gia đình ở Hà Tĩnh vô, không biết sao tự nhiên thầy Phổ xuống nói là chúng tôi cũng đang nghiên cứu kinh sách rồi coi văn sao để lên giảng. Thì tự nhiên sao linh tính kêu vào. Rồi cuối cùng vào thì hỏi ra thì ông cụ ngoài tỉnh vừa chở vô và ung thư vàm họng, ăn bằng đường ruột không? Bơm thức ăn vô và đi cầu ra và phải có người chăm sóc, ông rất là đau khổ, nằm 15 tháng tại chỗ rồi. Thì chúng tôi mới hỏi là thường chúng tôi hay nói nguyên nhân. Lúc trước ông ở nhà làm gì? Ông bán bún bò 30 năm. Nguyên nhân có chỗ đó. Rồi chúng tôi nói đây, nguyên nhân của ông bị, bây giờ ông phải nằm để chịu trả quả.
Thầy chỉ giúp bằng cách là cho ông niệm Phật và mong ông tiêu cái nghiệp để vãng sanh. Chứ bây giờ nó đã thành cái quả, nó hành hình cho tan tành cái thân rồi, kêu hết khó, cực kỳ khó. Giờ hỏi bây giờ còn ai bán nữa không? Kêu đứa con út của ông nói nghiệp, kêu về kêu nó bỏ đi, không thì nặng hơn ổng nữa. Cha mẹ ăn mặn con khát nước, mà con uống nước mặn vô là còn khát hơn cha nữa. Chúng tôi mới kể cái chuyện mà chút xíu nữa thầy Tánh sẽ đọc cho quý vị nghe. Ông đó cũng bán phở, bán đồ mặn. Nửa đêm đó là heo bò vịt nó tới nó xử lý ổng. Ông hải hùng lên và ông xin lỗi nó, và ông xin chuyển cái quán mặn thành quán chay, và ông cúng bao nhiêu tiền cũng làm được, ông cúng phóng sanh cho nó. Mới đầu nó không chịu, sâu là bắt đầu nó chịu rồi, ổng làm như vậy bắt đầu nó yên. Đừng có tưởng là chúng sanh không có báo oán. Cỏ cây thì không có báo oán là được, nhưng mà đến nỗi thương cỏ cây mà cỏ cây mọc quá nhiều lên rồi cũng không dám chặt nó nữa, thì xương khô thấy mà động lòng thương còn mang đi chôn à. Đơn giản lắm. Đâu phải không có báo oán đâu. Và cuối cùng cổ mới nói chuyện xong hết, và chúng tôi kể nhiều câu chuyện. Nhưng mà lúc đi về thì họ cúng 7 triệu thì hôm nay mua chim mà chắc không có chim, thầy Phổ mua cá về phóng sanh chút nữa hồi hướng cho ông. Đó, gia đình giờ đang ngồi trên tỉnh thất để nghe, ăn cơm sáng để nghe, 5-6 người đó. Rồi hôm qua cũng gặp một cô ung thư ngực di căn qua xương, và bộ mặt hình dạng coi như tối thui, đen thui, và xạ trị không được, không có tiếp nhận được cái hóa chất nữa, và coi như cũng muốn vô phòng hộ niệm. Thì chúng tôi nói đây là cái quả của sát sanh, không chịu phóng sanh và ăn thịt chúng sanh. Tuy rằng suốt cả đời không giết, nhưng mà cái việc ăn thịt chúng sanh là việc tàn khốc, giúp cho người ta giết, đem tiền thuê người ta giết, vui với cái sự giết. Ăn có vui không? Ăn thấy ngon không? Ngon ăn vui mới ăn chứ, tự nhiên ăn không vui không ngon sao ăn. Ôi, thịt gà ngon quá, nữa đây thêm ly bia nữa là tới luôn. Ngon mới ăn chứ không ngon sao ăn. Rồi ăn đó thì hả hê sung sướng, còn đau thì gì? Rên la bực tức sợ hãi. Chúng sanh trong cõi này sợ quả ác, thích làm nhân ác, muốn hưởng quả thiện mà không chịu làm nhân thiện, nó tréo que hết trơn. Bồ Tát thì sợ nhân ác, đúng không? Không sợ quả ác, quả ác đến rồi vui vẻ. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh sợ quả gì? Không sợ nhân, không sợ nhân ác mà sợ quả ác. Bồ Tát thì sợ nhân ác, không sợ quả ác, quả ác đến họ vui vẻ hoan hỷ. Còn Bồ Tát thì thích trồng nhân lành mà không thích hưởng quả lành. Chúng sanh thì lại trái lại là thích hưởng quả lành, tiền bạc nhà cửa có mà không chịu làm phước. Trời, treo que hết trơn là làm phàm phu quá đáng rồi, muốn gì nữa? Còn trách cái gì nữa? Đó, nhìn kỹ lại coi, quá rõ đó. Đó, bây giờ coi trong thế gian này có ai thích bệnh không? Thích khổ không? Nhưng mà không chịu tránh nhân khổ. Thấy chưa? Treo que hết. Bồ Tát mình làm không đúng như Bồ Tát, mình có vấn đề, mình phải gặp nạn thôi, chứ than trời trách đất gì. Hôm qua cũng có một cái câu chuyện ly kỳ đặc biệt. Bữa vừa đang tiếp khách, con bé khoảng 20 mấy tuổi, nó đi ngang qua bên nhà khách, chúng tôi hỏi: ô, lâu quá rồi sao không thấy con xuống? Kỳ một năm nay con không có xuống. Bởi vì vừa nói vậy xong hỏi má con đâu, kêu má con mới mổ về, và bây giờ đang nằm mổ cũng một năm rồi, thôi vì để đệm cái cổ con ở nhà để mà con lo cho má con, cả năm nay con nhớ chùa quá, hôm nay con xuống. Cô bé này làm cho chúng tôi cảm động. Cô bé này là hai mẹ con chúng tôi biết, khoảng chạc 20 mấy tuổi, mẹ quá con coi, chồng đã mất, mồ côi cha. Và cô bé này cực kỳ có hiếu và muốn ở bên cạnh mẹ để lo cho mẹ. Và đúng quả thiệt, bà cô này bị bệnh chắc cũng khoảng 50-60. Lúc trước xuống gặp chúng tôi có nói về cái chuyện mà để mà ngủ thì cố gắng hít thở cho sâu, thì cuối cùng bà bị bệnh. Thì nó nói cái chuyện lạ kỳ: con xuống đây con thấy phóng sanh, con thấy bình thường, không có cái gì động lòng con hết. Nhiều lúc có cúng dường 50-70 ngàn, 100-200, 500-700, có khi 1 triệu, thấy bình thường. Nghe thầy giảng hoài cũng thấy bình thường. Hôm nay con chứng nghiệm được. Họ chứng nghiệm gì? Má con bệnh xuống bệnh viện ở Sài Gòn mổ, xong về bệnh viện y học nằm trên này, thì bác sĩ nói là bà phải 6 tháng đến 1 năm mới hồi phục. Con không ngờ má con chỉ có 1 tháng hồi phục. Vì trong lúc đó con phóng sanh tới nơi luôn. Có cái gì của con, nhẫn dây chuyền, những cái gì quý của con bán con phóng sanh hết. Chuẩn bị thầy sắp xếp cho con cái lễ phóng sanh 15 triệu.
mà nó đi làm du lịch á, dắt người ta đi á, đâu bao nhiêu tiền đâu, tháng chưa tới 5 triệu. Mà bây giờ mẹ đang bệnh luôn, mà nó kêu bây giờ thuốc men đến đây thôi chứ cũng không hơn được nữa, mà dầu có thuốc thần tiên gì đi nữa cũng không bằng công đức phóng sanh. Đây con tin rồi, kêu thầy Nhuận Minh xuống ghi số điện thoại, khi nào nó điện là phải sắp xếp một cái lễ phóng sanh 15 triệu chứ. Nói thầy biết không, hôm nay là ngày Chủ nhật, là khách du lịch là đông, mà con năn nỉ cái ông giám đốc, vì ông đó ông thấy con thương quá và ông biết gia cảnh sao của con như thế nào. Con đang ngồi ông kêu lại ông hỏi, thì dịch bệnh người ta đuổi hết trơn rồi, riêng con thấy là mẹ quá, con coi con ở nhà nuôi mẹ, ông thương và ông cho con còn giữ lại làm. Và bữa nay là Chủ nhật làm, nhưng con nói với ông là nhớ chùa quá rồi, cơm nước cho mẹ xong rồi muốn xuống chùa Thầy Nhàn để nghe giảng, cả năm nay nhớ chùa quá rồi. Ông nghe vậy ông đồng ý, ông cho đi. Mà con nói đi là cái chuyện khó khăn vô cùng, bởi vì Chủ nhật là khách du lịch đông, mà ông cho con đi, con nhớ chùa quá chừng rồi. Con xuống con nghe thầy giảng, giống như mà được một cái luồng sinh khí làm cho con sức sống để có, để con về con nuôi mẹ con lo mẹ con. Sáng chiều con tụng thần chú Đại Bi, con niệm Quan Âm, con niệm Phật, con hồi hướng, con phóng sanh liên tục, con hồi hướng. Má con phải nói bác sĩ ngoài sức tưởng tượng. Đáng lẽ người này phải nằm có thể liệt luôn, mà bây giờ bà khỏe lên. Nói cái trạng thái mà muốn để mà xuống nghe Pháp từ Đà Lạt mà xuống đây đang đi làm nữa. Còn mình sao? Còn mình nhiều lúc ở gần chùa mà buộc vô trong cái công việc làm, đến ngày Chủ nhật không chịu lên chùa luôn. Thiệt là thiệt thòi. Nghe bé này nó thèm khát cái chuyện về chùa, và kêu lúc trước mà con phóng sanh con thấy bình thường, mà hôm nay con phóng sanh cho mẹ con hết bệnh, con xuống đây con dự lễ phóng sanh, tâm con khát lắm. Tuy rằng con không bỏ đồng nào hết trơn, mà con tin tưởng công đức phóng sanh thì họ nhân tin tưởng khác đi. Bây giờ quý vị làm một ngày 1 tỷ, 2 tỷ đi, nó chỉ có được phước báu là cái quả của mình sẵn có. Nếu mà không có cái trong mạng không có tài thì cái quả này cũng không có đâu. Không bằng lên nghe thời thuyết pháp phóng sanh. Ngày Chủ nhật có thể là những người trẻ 17, 18, 15, 13, 12 đi chung với mẹ lên chùa đông đâu sao đâu. Còn chúng tôi quy định lại lớp đệ tử quy là không cho các bé lên buổi tối và đi lòng vòng buổi tối trên chùa thôi, chứ còn mình đi ngày Chủ nhật đâu cái gì đâu. À, cuối cùng gì, mình bỏ quên hẳn luôn, kêu bận công việc rồi thợ mình xếp ngày khác, hoặc giả là mình điều chỉnh được nó làm hoặc bằng cách nào đóng cửa. Ngày Chủ nhật là ngày của riêng mình, nghe câu chưa? Ngày thứ bảy là ngày của riêng mình, máu chảy về tim, nhậu cho nên nó banh chành luôn, chết luôn, ngoài đời nó vậy đó. Còn ngày Chủ nhật là gì? Là ngày của Tịnh Thất Quan Âm, lên nghe pháp phóng sanh. Nói nghèo nghèo đôi khi còn tu được, cho bắt đầu khá khá giàu giàu và bắt đầu nghĩ đến công việc làm là quên tu cho con. Cái đó là cái khổ, cái nhân của khổ đó. Cho đôi khi mình không gặp bậc thiện tri thức chỉ cho mình làm cái thứ gì nó cũng sai hết trơn, làm cái gì nó cũng trục trặc trở ngại. Vậy mà đứa bé này nó ngoan dễ sợ. Thật sự là đứa bé này làm cho chúng tôi cảm động. Kêu con quyết định không có chồng, mà nó nói như vậy nó vô đường cùng rồi. Bây giờ lỡ vài bữa nữa mà nhà bán đồ hết lo cho mẹ rồi, mà nó nói nước mắt nó chảy ràn rụa, nó mặt mày nó coi như nó đỏ mắt, đồ đỏ nó chảy nước mắt, nó thương mẹ nó quá. Xong rồi cái là nó kêu lỡ mà về sau là không có được làm nữa thì không biết làm sao sống, mẹ thì bệnh, nhà thì không còn cái gì hết. Thì chúng tôi tự nhiên mới suy nghĩ ra, kêu nếu như vậy cái nhà bán được nhiêu tiền, nó kêu khoảng 4 tỷ, xuống dưới đây mua cái nhà 200 triệu thôi, còn lại 3.8 tỷ gửi ngân hàng. Cái này hay. Mình không cho nó đồng nào hết, nhưng mà mình tính nó một cái nó kêu cái này hay. Quan trọng trí tuệ, quan trọng cái hiểu biết và ngoài cuộc giải quyết được. Bà Huệ bà bán cả 200 mấy một cái nhà thôi, hai mẹ con ở gần chùa, bà mà ngáp, mẹ con yếu đẩy vô phòng hộ niệm luôn. Thấy không? Rồi con gì? Con tìm thêm một người bạn nữa, rồi con muốn cái chùa nào đó con làm công quả, nhưng mà đừng có đi xuất gia nha, khổ lắm à. Còn cư sĩ nó dễ, phận gái làm cư sĩ đừng xuất gia. Lời của tổ nói, mình nói xác quyết họ tin liền. Con làm cái kiểu này, nếu mà về sau không làm gì được, con sẽ bán cái nhà như thầy nói, con xuống để mua cái nhà nhỏ nhỏ, con qua đây tu, con mơ ước dễ lắm. Mình có gần nhà, hôm qua chúng tôi đi lên thấy mấy bà lớn tuổi già già rồi mà đi vòng vòng chơi không, không muốn vô nghe pháp, không muốn tu. Họ muốn tiền, muốn tiền đã rồi muốn tình cho coi, già mà cũng cà chớn vậy đó. Chạy ngõ nào, trời ơi, già 80 tuổi kia kìa, cháu ruột mình kia kìa, ôm thương nó rồi còn khởi ái dục hành sự, cho đừng có nói chuyện đơn giản với nó nghe. À là hán đi mới nói chuyện đó.
vô sơ quả đi mới nói chuyện của nó, là chứng sơ quả vô A-la-hán thì mới nói đến cái chuyện là ái dục, mình là yên tâm với nó nha. Đừng có giỡn mặt với nó. Mấy bà đừng có tưởng đơn giản, ngồi cười với nó đơn giản đâu, kinh lắm. Rõ ràng hai con người, rõ ràng một con người đó là ông cụ ngoài nghệ tỉnh, chúng ta không phải trách gia đình quá đáng, mà do họ không hiểu, không tin nhân quả, họ làm bây giờ ra nông nổi như vậy. Còn một bà cụ thường xuống chùa phóng sanh tu tập, để lại một cái âm đức và cái phước báu, khi nghiệp báo đến nặng thành nhẹ, đứa con có lối thoát, nó tới chùa cái lối thoát lạ nghe, nương tâm bảo có lối thoát, mà vừa có lối thoát bắt đầu tiếp tục đâm đầu vô để tạo nghiệp xấu ác và bỏ tu nữa, thì hỏi nó ra cái nông nổi gì đây. Như chúng ta càng đi sâu vô là thấy đúng là pháp bảo, Phật bảo, tăng bảo, chỗ đáng nương tựa. Mà không nương tựa, nương tựa vô tiền bạc của cải sắc dục và nương tựa vô nghiệp báo, thì con người này không khổ là chuyện lạ, đúng không? Đi đêm mà không thấy đường, mà cái hố ngay đó là nó sụp cho nó gãy họng như không. Cái bữa đi ra ngoài năm 90 mấy, 97, 98, đi ra Hà Nội đi chung với thầy Tánh, rồi lúc đó mà đi vô lại cái làng của cái cô trường đó, mắc cười muốn chết. Gặp mấy đứa xe lôi, thì trước có chiếc xe Honda, sau cái xe ba gác, nó cho ngồi trong đó giống như heo, nó chứa ở trong đó. Bởi vì cái khu đó là ở ngoài Vinh đó, là nó phải là đi xe vậy thôi, dùng thôn quê mà. Trời, cái mương nó đào đi ngang qua nửa chừng, cái thằng tài xế nó cũng không thấy đường, tối thui nó chạy nó rớt xuống cái đó. Thằng tài xế cũng muốn gãy họng luôn, còn mình chấn bà sườn luôn. Còn bà già kia rồi bay vô trạm y tế mày mấy mũi, thế nên đi trong đêm đen mà nó không rớt xuống hố là chuyện lạ. Rồi cuối cùng gì, mấy thằng ăn trộm ăn cướp rồi nó chạy lại, nó kêu để nó xách đồ cho. Hên cũng vừa gặp gia đình cô trường tới, cái là ê không được nghe, không cho nó xách đồ phụ giùm nghe, đã lấy á. Cuối cùng gia đình họ mang về, mang đưa về xong rồi bắt đầu sáng ra, trời ông rồi cũng nhân bạc hết trơn, trời nó té sưng mình sưng mẩy hết trơn. Đi đêm mà không té là chuyện lạ, đúng không? Đó, mình là tham sân si mà không có gặp nạn là cái chuyện này không bao giờ có rồi, đúng không? Rồi cuối cùng đi vô xong gia đình nó nói trời ơi, mới hôm qua mấy thầy rồi mấy chú từ ở trong Đà Lạt ra rồi, vì năm 97, 96 thì chúng tôi 92 đã lên Đà Lạt rồi. Rồi cuối cùng thì trời, quý thầy ra ngoài đây, họ nói người Bắc tiếng Bắc vui, ui rồi mấy thầy từ trong Nam ra này, từ con quý kính Nam, ôi thôi để con nhốt con gà sẵn, mai sáng nay con làm cho mấy thầy dùng, cho mấy thầy tế tội nghiệp, thương mấy thầy quá. Cha không được, không được làm gà nha. Nó kêu, ủa không được ăn gà cái gì, kêu rau đó, xà lách đồ bên ngoài đó. Nó kêu xà lách chấm với nước mắm à. Kêu, ủa không được à, lấy muối pha vô. Nó kêu, ủa nước mắm đâu có con gì đâu. Nó kêu, trời kỹ như vậy hả. Cuối cùng cái rồi không nói gì hết cả. Rồi họ tưởng mình nói chơi, cuối cùng nhốt gà thiệt. Định ra làm gà kêu quát, chúng tôi thả, không có được làm. Không được làm cho mấy thầy ăn đâu. Cái ôi rồi ăn thịt gà nó ngon thế mà không ăn, mấy thầy sao ngộ thế. Là cái hỏi bữa nay mấy thầy có dắt bà xã đi không? Ôi không được, cái ngăn tu đâu có bà xã đâu, bởi vì anh đâu có nghĩ là ăn chay tu là ăn chay không có vợ đâu. Cái ôi rồi không có bà xã, không ăn mạnh, uống bia được không? Không uống bia được. Rồi uống rượu được không? Không uống rượu được. Ôi thế mà sống cái gì nữa, cuộc đời này cái đó là vui nhất mà không có đâu là sao sống. Ôi rồi ôi mấy thầy, tôi không hiểu mấy thầy ở cõi nào. Ôi rồi ôi, ngồi đi qua đi lại nhìn chúng tôi với thầy Tánh, nhìn những người cõi trên xuống nha, mình cười muốn chết. Tôi ngủ cái bắt đầu lấy cái rượu thuốc á, nói không sao đâu, Phật chắc ông cũng ngủ quá, thôi uống gì rượu thuốc cho ấm bụng rồi ngủ. Cái ai không được á, rượu thuốc cũng không được uống, một giọt cũng không uống. Ngồi dưới cái giường nhìn lên rồi kêu tôi không hiểu mấy ông tu cái kiểu gì, ăn rau ăn gạo, ăn củ ăn khoai, ui rồi thế mà sao sống đẹp dai nhỉ. Không kiểu sao đẹp trai. Trời ơi, đó là biên địa, biên địa không có đến biết đến Phật pháp luôn. Ở đây là sự thật chứ không phải nói đùa giỡn đâu, để có sự thật luôn. Nhà quê của cô trường giờ tỏ dày. Do vậy biết giết loài vật chẳng khác gì giết Phật. Dẫu con vật bị giết chẳng phải là do Phật thị hiện thì nó cũng là Đức Phật trong tương lai. Giết để ăn tội sẽ cao to hơn núi, hơn biển. Hãy gấp nên đau đấu răng dè ngõ hầu giải thoát. Cần biết rằng người và vật tuy khác, lanh lợi hay ngu xuẩn đều tỏ lộ. Kẻ ngu xuẩn tâm thức tối tâm, còn con vật thông minh lại có trí sáng. Ngũ luân bát đức cố nhiên chẳng thua con người.
lòng thành tha thiết so ra còn sâu đậm hơn con người, dám cậy ta mạnh giết chúng nó mà ăn thịt, đến nỗi trong tương lai thường bị kẻ khác ăn lại. Liền xem sử sách từ xưa đến nay, phàm những ai lợi người lợi vật, con cháu nhất định hiền thiện phát đạt, những kẻ nào hại người hại vật, con cháu nhất định tầm thường kém cỏi tuyệt diệt. Lời của Ngài răng đe nó mạnh, con người đôi khi thua con thú. Con chó nó trong nhà mình, la chửi đánh nó, nó không giận, nó quay trở lại, nó biết thân phận nó còn quẩy 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 đuôi, nó mừng khi mình về. Vậy mà giết nó mà ăn. Và nhiều lúc con thú nó rất thông minh luôn. Những con két, những con nhồng nó kêu tiếng người được, khi chủ về nó kêu chào chủ về nhá, nó còn chào chủ được. Còn mình cha mẹ về ngó nó rồi nhìn vô điện thoại, có suốt ngày cái điện thoại là niềm vui, không biết đến ai. Mẹ sai làm việc cũng kêu bận, bận đang chơi điện thoại. Con chó nó còn giữ nhà được. Đó, nghe nói nhiều lúc con chó tánh linh nó hơn mình, ngủ lung nó còn luôn. Con người mất hết ngủ lung luôn, luôn thường bổn phận, hiếu để, trung tính, lễ nghĩa, liêm sĩ, mất hết luôn. Khôn không? Khôn như cái gì? Khôn thua con thú. Này ngài nói rõ ràng. Rồi cái chỗ này mới hay nữa nè. Cái này không có thời gian mai mới phân tích được. Ngài la cái bà này nè. Bà phải hiểu, đời sau được làm người còn khó hơn lâm chung vãng sanh. Vì vậy, những tội nghiệp đã tạo trong suốt một đời người chẳng biết là bao nhiêu. Khoan đừng nói bà có tạo những tội ác khác hay không. Chỉ riêng cái tội ăn thịt và sát hại chúng sanh từ nhỏ đến lớn, quả thật là nhiều khôn kể xiết rồi. Bà phải phát tâm đại từ bi cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đợi sau khi thấy Phật đắc đạo sẽ độ thoát chúng sanh ấy, cậy vào Phật lực để có thể chẳng phải đền trả món nợ ấy. Nếu bà cầu phước báu đời sau thì không có đại đạo tâm, dẫu công phu tu hành tốt đẹp nhưng công đức hữu hạn. Công phu tu hành tốt đẹp như công đức hữu hạn. Hằng ngày niệm Phật quá trời là bao nhiêu phước đức, bao nhiêu điều thiện mà công đức không có. Làm bằng cái tâm vọng tưởng điên đảo sát hại chúng sanh vẫn còn, làm được nhiều pháp hết bao nhiêu. Dẫu cho công phu tốt, công phu đắc lực mà công đức không có. Ngộ ghê. Nhiều người họ tu hình thức bên ngoài, niệm Phật tối ngày thôi, nhưng mà gì, đụng vô cái chuyện sát sanh, họ vẫn sát sanh, họ ăn thịt chúng sanh, ganh ghét, ganh tị, bực tức. Đó, cái cô hôm qua đọc cái lá thư hôm kia với hôm qua gửi thư cho chú Nhật Minh, nói con biết rồi, con hiểu rồi, con sẽ làm theo lời thầy. Người này còn thiện căn họ làm được. Đó, cô ăn chay từ 14 tuổi đến 27 tuổi cũng có niệm Phật, mà vì sao lại không có công đức, không chuyển được gia đạo bình yên. Bề ngoài tu không đến nơi, không ai chỉ vẽ. Bữa nay nghe rồi mới biết cái lỗi của mình. Mình phải cần kiệm ôn cung, mình phải là người không nóng nảy bực bội tức tối và thương người. Người ngoài còn thương huống hồ chồng. Chồng chỉ uống rượu, quýnh bài, quýnh bạc, rồi mình dùng mọi cách không được, rồi mình đuổi họ đi. Lương tâm mình còn không? Đâu phải phàm phu là nói cái bỏ được liền đâu. Nói bỏ được liền là thánh nhân rồi, chứ đâu phải phàm phu. Mà không nhìn nhận ra cái chỗ đó. Đó, coi lại bộ phim bà Mai Quyên, nhìn kỹ bà này chúng tôi nhắc là bởi vì bà làm chúng tôi rơi nước mắt cầm không được. Bà quá siêu đi. Được trong nhà thánh hiền cũng là một người phàm phu gì đâu, mà ở trong nhà ông thầy là thánh hiền, dạy lời thánh hiền đó. Vậy mà họ nung đúc thành một con người như vậy. Còn bây giờ con người mình là không phải thánh hiền, cha mẹ nung đúc bằng cái tham sân si, hại người hại vật rồi, bây giờ vô chùa có chưa phá chùa như không. Không phải đơn giản đâu. Đó là cái gốc của mình bị trở ngại. Nói với bà này, nếu bà không nguyện vãng sanh, cái ăn này nè, cái giết không nói rồi, cái tạo nghiệp rồi, những gì khác cũng nói rồi, mà bà ở trong này mà không tạo nghiệp là chuyện lạ. Mà riêng cái nghiệp ăn thịt thôi là bà cũng biết đền trả biết bao nhiêu không. Cho nên thành ra là nếu không vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi đó, thì muôn đời muôn kiếp cũng phải trả, chứ không có trốn. Mà về tới trên đó rồi, con thú nào lên đòi? Trên đó đâu có ba đường ác, đâu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh trên đó, đâu mà có súc sanh ở đòi mình. Nương Phật lực ở trên đó. Hàng ngày nghe Pháp, chúng tôi phàm phu nói quý vị nghe, hàng ngày cũng thích rồi phải không? Một Phật Di Đà nói luôn quý vị biết cỡ nào nữa không?
Nói cái là cảnh giới. Như người đang ngồi người nói đó, A Súc Bệ Phật là vị Phật A Súc hiện liền. Ngồi mình nhìn rõ ràng luôn, mình đầy đủ thần thông, tất cả tánh đức mình đã là đầy đủ rồi, thì ngài nói đến cái gì là nó hiện cái đó hết. Còn phàm phu mình không đủ tánh đức, là chưa có xuất hiện và chưa có được những cái khả năng diệu dụng, cho nên chúng tôi nói cái gì nó đâu có hiện cái đó. Bản thân chúng tôi là phàm phu, quý vị cũng phàm phu, cho nên nói để mình tin cả một vấn đề khó. Còn Phật ngài nói là cái cảnh giới của A Súc Bệ Phật, cái cảnh giới của Phật Nhiên Đăng cách đây bao nhiêu đời kiếp là nó hiện rõ ra, giống như màn hình nói đâu hiện đến đó vậy. Trời, cái thần thông diệu dụng của Phật và con người trên đó người ta thọ dụng như vậy đó. Còn mình phàm phu cũng là có tánh Phật như những người ở cực lạc, mà sao bây giờ nó ra nông nổi như vậy? Ra nông nổi như vậy là gì? Tham tài, tham sắc, tham dục, ngang ngạnh, dối trá, bướng bỉnh, kiêu ngạo, chua ngoa, khoác lác. Có không? Có đủ. Nhiều người nói trời ơi tôi tức muốn chết luôn, bà đó bà, tôi, bà nói tôi tham. Trời ơi tham bà cố luôn mà còn tức nữa. Bà đó bà nói tôi mất dạy. Đúng thiệt, cha mẹ cái dạy lời thánh hiền đâu, mất dạy quá cỡ luôn. Không nhận diện đã được tội lỗi, cái này mới là cái chết. Còn Ấn Tổ nói làm sao? Tôi là người thiếu học vô tri, chỉ biết cơm cháo, tôi thấy những cái lời các hạ tôi kính phục vô cùng. Ngày càng khiêm tốn, mấy ông kia càng mới lại xanh mắt mèo luôn, sợ muốn chết luôn. Bồ Tát là vậy đó. Còn mình gì, tu được chút ngông nghênh nghênh đi, cái mặt nó nghênh nghênh lên trời chết rồi. Ngã mạng này nó phá tan tành công đức. Học văn sao hay lắm, học cái pháp này để hành chứ không phải để nói nữa. Mà khi mà mình nói ra thôi, mình chưa hành được mà mình biết con đường cho đại chúng cùng đi là công đức vô lượng. Nói cho họ để tránh nhân ác, để mà làm nhân thiện, mà nhân thiện là tịnh nghiệp rốt ráo để bản sanh Tây Phương, là công đức bậc thượng chứ đâu phải đơn giản đâu. Cái việc mà tàn hại sinh mạng, kinh thiên địa, báo thù, oán hận, khóc quỷ thần. Ấn Tổ có làm cái bài thơ hôm trước chúng tôi cũng đọc cho quý vị. Muốn biết vì sao thế gian triền miên binh lửa ngút ngàn nạn tai. Không những binh lửa không đâu, nước trôi giặc giả, đói kém thấp mù, giặc cướp, bệnh dịch truyền nhiễm, gọi là triền miên binh lửa ngút ngàn nạn tai. Ngút ngàn nạn tai là đủ thứ cái nạn, trong nằm trong 8 cái nạn và 7 cái nguy nan này. Hãy nghe vang vọng đêm dài, cái câu của ngài chắc ngài viết thẩm thấu thương yêu chúng sanh. Mình nghe đôi khi mình nghe xong rồi thôi, giống như đờn ở khẩy tay trâu, từng tưng 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 từng tưng tưng tưng, rồi con trâu nó cũng ngơ ngơ nó đi ăn cỏ không biết cái gì. Rồi mấy bà cười, nghe xong tay này lọt qua tay kia quên luôn, không có một chút động lòng bi cảm, không một chút động lòng trắc ẩn. Hôm qua chúng tôi ngồi trên pháp hội hỏi ai ăn chay trường giơ tay lên, được mới có một nửa, còn một nửa nữa thì hỏi làm sao đây bây giờ. Lý do gì? Cái chỗ này họ chưa đột phá được cái nghiệp chướng, công phu họ kém, cho nên cái tình chấp, cái ngã chấp đó, nó muốn lấy thịt chúng sanh, no đẩy bụng mình đó, nó thành một cái cố hữu, cho nên họ qua không được. Nếu họ chịu khó đọc văn sao, có cái ông đó gặp Ấn Tổ, ông làm trên cái việc mà quan chức cũng lớn, ông nói tôi nghe ngài nói tôi không có bác được cái chuyện ăn thịt chúng sanh, đó là lương tri của người đã mất. Đã là lương tri mất, lương tâm mất rồi đó, thì con người này trở thành súc sanh mà tôi không cách nào tôi ăn chay được. Ngài có cách nào chỉ? Ngài chỉ trong lá thư, trong văn sao đó, nói về khuyến pháp phóng sanh, đào ao phóng sanh. Ông đọc đi khoảng 20-30 lần, ông ăn chay được. Ông này ông về ông làm. Ông về ông đọc tới, đọc lui. Thời gian sau tự nhiên cái lời của Tổ nó có một cái công hiệu, cái sự chứng đắc của Ngài đột phá được. Đột phá được cái tâm là sợ mình bệnh mình yếu, phải đưa thịt chúng sanh nó đẩy bụng mình cho có sức khỏe. Mà nó đột phá được là cái tâm sân hận và khởi được lòng từ bi. Và lúc đó thương loài vật bắt đầu họ ăn chay. Ông này cảm ơn ngài, kêu hay, cái cách của ngài quá hay. Còn mình không chịu đọc thì mỗi ngày mình phải nghe như vậy, rồi từ từ nó đột phá. Cái lời của ngài là giải cũng như là hành, mà hành cũng như là giải, gọi là giải hành tương ưng. Trong cái lời giải của ngài có hành trong đó, ngài đã chứng đắc rồi. Tỏ mà đâu phải đơn giản. Cho nên ngài nói là
ngút ngàn nạn tai, hãy nghe vang vọng đêm dài tiếng kêu thảm thiết vạn loài sinh linh kỳ trong lò mổ sát sinh, muôn loài bỏ mạng vì mình đó thôi. Trời ơi, bữa đi ngang qua buổi chiều, chiều rồi mà còn khoái ăn thịt nữa. Từ ở dưới này đi ra khỏi đó, bắt đầu đi lên trên đó, chú Nhật Binh ông lấy xe tải ông chở, nhìn vô bà đó bà vừa giết con bò, trời ơi thịt để lên trên bàn nóng hổi luôn, đứng bu xung quanh luôn, trời ơi xẻ. Một mình con thú đó mà nó oán bao nhiêu người luôn. Thì cái người giết ở đâu không biết, người giết giờ ở chỗ nào không biết, mà bây giờ bao nhiêu con người ăn đó thì nó oán hận, nó kêu thân tôi đã bị người ta đập đầu, mổ ruột, moi gan, moi tim, lột da, bây giờ các vị mà còn cấu xé ăn tôi nữa hả? Đành ăn như vậy không? Có đành hay không? Mọi người không nghe, không biết gì cả, và không có thầm thông để biết con thú nó kêu oan, nó khổ đau như thế nào, vẫn ăn là ăn. Thì cái lúc bệnh hoạn đừng than trách nha, đừng hỏi, đừng có than. Hôm qua lên gặp bà già, bà già bà lên hoài, bà gặp mà bà không gặp con của bà, nói sư phụ, bà cụ bà muốn gặp sư phụ lắm, bà gặp mấy lần bà gặp không được, lên đông quá, bây giờ bà nằm ở trong phòng hộ niệm rồi, nhờ xuống cái đang tiếp khách đợi chút xíu, xuống cái hỏi bà làm sao rồi, trời ơi nó đau chỗ nào nó cũng đau hết thầy ạ. Hỏi giờ có chỗ nào không đau không? Cái chỗ nào nó cũng đau, đau đầu, đau chân, đau tay, nó ê ẩm, nó rã rời hết. Kêu hồi nhỏ cái ăn thịt không? Có chứ, cha mẹ ăn mình cũng phải ăn, cho hồi nhỏ đâu biết gì đâu. Kêu không biết cũng có tội. Bây giờ bà đang trả, mà bà vui vẻ trả thì Phật mới xuống. Bà cằn nhằn cử nhữ bà trả là bà không hoan hỷ trả, làm sao Phật xuống để đưa bà đi được. Bà kêu trời ơi, hoan hỷ gì, cái làm sao nổi hả thầy, làm sao hoan hỷ nổi, bây giờ nó đau quá đi, nó ê ẩm toàn thân, nó rã rời. Thì cái cảm giác bà nói mình chịu không nổi. Cho nên sáng nay phải nói cái đề tài này, kiên giết, ăn chay, niệm Phật, cho họ tránh cái nhân đi. Bà này lãnh cái quả rồi, bây giờ làm sao với bà? Bà lãnh cái quả rồi, bây giờ mình kêu bà bỏ cái quả, đừng có nghĩ đâu được không? Làm sao được? Cái sức định của người niệm Phật phải sâu, cực kỳ sâu mới vượt qua cơn đau được. Bà cái sức định yếu nhất nằm đó mà chịu trọng, càng cái tâm lý càng đau thì ở trong não nó tiết ra cái nội tiết tố đó, nó nhận diện của cái đau, mà một nó thành 10 thành trăm, và bắt đầu đau quá sản hồn rồi, bắt đầu oan gia nó tới, nó bắt đầu nó mới hành trong. Nó làm cho hoảng hốt, làm cho điên loạn, làm cho mất công phu hết, nó làm cho tâm tán loạn hết rồi, bắt đầu nó hiện cảnh lên. Chịu nói không? Chỉ cho con người hiện hữu bây giờ này phải biết cái đó. Và phải, khi mình biết rồi, bây giờ bắt như anh em bây giờ ăn chay đúng không? Như thầy Giác đồ ăn chay mà ông đánh cá bao nhiêu năm biết không? Thì bây giờ nó cũng đang nở, nó chờ sẵn. Mà bây giờ biết như vậy, mình cứ ô mình khỏe quá rồi, thôi không có sát sanh nữa, mình có lo gì đâu. Nhưng công phu bị kém, công phu bị kém thì lúc bắt đầu nó tới, nó hành sự mình đó, thì công phu mình chống trả không lại nổi thì cũng chết với nó luôn. Chứ không phải kêu bây giờ anh em mình ăn chay trường rồi thì yên tâm ngang. Nó vẫn để đó, nợ nó vẫn còn đó. Thì lúc công phu mình kém và bắt đầu tâm hoảng hốt sợ hãi, nó mới dọa nạt cho, bắt đầu nó xuất hiện cảnh giới lên. Chứ đâu phải là người ăn chay trường rồi bây giờ không lo gì. Đó, những năm về trước, những đời về trước, mình sát hại sinh linh nó bổ nó tha mình á. Mười đời, chục đời, trăm đời nó còn theo á. Đang ở trong cõi này là phải chịu nhận cái sự quả báo thôi, không có nói cái chuyện mà kêu là trốn ở đâu hết đó. Chạy trời cho khỏi nắng không? Đứng dưới nắng mà chạy trốn chỗ nào? Đang ở trong này phải chịu nghiệp lực quả báo thì chạy chỗ nào? Bây giờ chỉ có cách là gì? Thay đổi nhân tâm, khởi lòng từ thương tất cả chúng sanh, niệm câu Phật hiệu để chuẩn bị công phu, nó tới với mình phải chấp nhận hoan hỷ mà trả, và phải công phu cho sâu dày mới có thể vượt qua được nó. Đó là cái việc mà mấy thầy có được một cái tâm hoan hỷ mới lo được. Vừa là có một cái sức khỏe, vừa có một cái tâm hoan hỷ, cho nên đồng thuận với nhau, nhịp nhàng, phối hợp rất là hài hòa, không có một sự trống trái. Thực sự chúng tôi cũng không mong cầu giàu có đâu.
đủ duyên mình làm cái chùa cho đại chúng ở, còn chưa đủ duyên thì thôi. Nhưng cái điều mà chúng tôi mong mỏi vẫn là đại chúng hài hòa, gia hòa vạn sự hưng. Câu này rất hay. Nếu mà chùa chiền thì trụ trì nói đại chúng không nghe, rồi ban bếp với ban chánh điện, rồi ban này ban nọ lộn xộn ẩu đả với nhau. Và lộn xộn bất hòa với nhau. Mà khi mà mình bất hòa đó thì tâm lý mình nó bất ổn, nó không có an ổn. Mà tâm lý mà không an ổn thì nó khởi lên cái niềm bực bội, tức tối. Đó là nghiệp ác. Nghiệp xấu ác bắt đầu nó đang chế ngự mình. Thì cái cảnh giới này, cái chỗ mình ở đó, nó sẽ biến thành cái cảnh giới xấu ác. Nếu đem tâm địa là bực tức, sân hận, đối đãi thì cái cảnh đó nó biến thành địa ngục. Chùa này tuy rằng mang hình thức tên chùa Quan Âm, nhưng nội hàm bên trong là địa ngục. Vì trong đó có những người họ tranh giành hơn thua, đấu đá phải trái đúng sai. Nhà quý vị cũng thế thôi. Nhìn bên ngoài thấy là lầu son gác tía, tầng này tầng nọ, sơn đồ đẹp đẽ, dán gạch granite của Nhật đồ, mà bên trong nát như tương. Chồng không hòa, vợ không thuận, anh không nhường, em không kính. Thì cái nhà hình thức bên ngoài thấy là đẹp, nhưng bên trong đã đổ nát. Trong là cảnh địa ngục. Nghi kỵ, bực tức, sân hận. Thì hình thức bên ngoài thấy là đẹp như vậy, nhưng bên trong đã đổ nát. Do mình không có tu tập, không học lời dạy thánh hiền để đối nhân xử thế, đối người tiếp vật, biết là bổn phận, là cha, là anh, là em, là vợ, là chồng. Thực sự hôm nay chúng tôi ngồi trước Tam Bảo không phải khoe khoang đâu. Không phải bên trong nó đổ nát như tương. Chúng tôi nói thầy Phổ không nghe, thầy Tánh không nghe, thầy Thiện, rồi thầy Thành bất kính. Ông làm gì ông làm đi, tôi không biết đến. Không phải như vậy đâu. Sự thực rất là hài hòa, nhịp nhàng thì nó mới thành tựu được cái buổi lễ như hôm qua chứ. Hôm qua lễ lạy thì lạy thầy Thành, thầy Hào, một số bên em ngủ sáng bét 6-7 giờ dậy không có cơm ăn. Sáng không có bún ăn. Đạo tràng có thành tựu không? Không. Ở chỗ này hôm nay chúng tôi muốn nói, làm sao đó từng con người phải khởi lên được thiện niệm. Và trong ý niệm mình khởi lên được thiện pháp. Tám cái thiện pháp hôm nay chúng tôi muốn nói, Bồ Tát thường nghĩ nhớ. Nghĩ nhớ đến Phật, nghĩ nhớ đến Pháp, nghĩ nhớ đến chánh pháp, nghĩ nhớ đến chư Phật, nghĩ nhớ đến chư Tăng, nghĩ nhớ đến giới luật, nghĩ nhớ đến là thí xả, bố thí, buông xả. Nghĩ nhớ đến điều thiện, nghĩ nhớ đến hơi thở ra vào, nghĩ nhớ đến cái chết. Đây là tám cái điều Bồ Tát thường nghĩ nhớ. Cho nên Bồ Tát an vui, Bồ Tát rất an vui và Bồ Tát mau chóng thành Phật. Còn hàng ngày mình nghĩ cái gì? Tham, rồi sân, rồi si, rồi ngã mạn, rồi nghi ngờ, rồi tài, rồi sắc, rồi danh, rồi thực, rồi thì, rồi vọng ngôn, rồi ỷ ngữ, rồi lưỡng thiệt, rồi ác khẩu. Chưa đọa là mấy. Chưa hết thọ mạng, đứt ngang là mấy. Cho nên cái này ngày lễ vía hồi hôm qua, biết bao nhiêu người họ về trong cái tâm họ hân hoan. Những người xem trực tiếp sáng nay vẫn còn nhắn là con lạy hết 500 lạy tại nhà. Thì cái phước của quý thầy lo ăn, lo uống, lo xếp ghế vân vân, không phải mình chúng tôi hưởng đâu, toàn bộ đại chúng mình hưởng chung cái phước báu, cái công đức đó hết. Khi mà mình hiểu được như vậy rồi, mình có một cái niềm vui. Mà chính cái tâm địa này nó nghĩ đến cái thiện pháp đó, rồi nó sẽ thích thú nó làm. Và trong tâm của mình nó có cái an vui khi nghĩ đến thiện pháp. Cái chỗ này rất là quan trọng. Nếu mà phàm phu chúng ta mà đi thẳng vào công phu, không làm gì hết,
không phải làm một chuyện gì hết để mà đạt đến một cái pháp hỷ, thì thực sự người này phải công phu cừ khôi, công phu rất đắc lực. Tuy nhiên phước của họ đã nhiều đời có rồi, cho nên thành ra họ đã làm rồi, cho nên đời này cái việc mà nhà cửa ăn uống người ta lo cho họ thì đầy đủ, họ không phải suy nghĩ mà vẫn tới. Họ muốn ở thất, họ muốn làm chùa, muốn cái gì là phước báu họ đầy đủ rồi, họ chỉ đi vào công phu thôi để họ đạt được cái pháp hỷ niềm an vui suốt cả một cái lộ trình cuộc đời của họ. Thì người này phải là một vị có phước báu Bồ Tát Tái Lai, chứ còn phàm phu chúng ta mà tu mà không có phước thì cả trầy cả trật. Phật mà cũng phải là lưỡng túc, là hai đầy đủ hai điều kiện, và phước đức là trí tuệ mà. Cho nên thành ra cái việc mà chúng tôi, cuộc đời chúng tôi tu hôm nay, kinh nghiệm nói với mấy anh em huynh đệ, thấy một việc phước nhỏ không bỏ làm. Bên đó có mấy cụ, nhiều cụ ngồi may cái áo rách đó, nhíp may lại giá tay á. Chúng tôi nói mua cho cụ một cái bộ đồ lành lặn, kêu thôi bận như vậy để tích phước, để chừng về Tây Phương Cực Lạc nó đầy đủ hơn, thôi khỏi mua đi. Họ biết bắt đầu tích phước. Vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi muốn nói đến tám cái điều mà Bồ Tát thường suy nghĩ. Và nói cái điều cuối cùng trước, đó là nói đến cái chữ chết mà Bồ Tát thường nghĩ nhớ. Buổi nói chuyện hôm nay, tuy rằng vừa hôm qua mới giảng, hôm nay tiếp tục giảng. Khi hôm nay 12 giờ thức một chập với 2 giờ thức một chập. 2 giờ thức là thức luôn. Rồi chúng tôi mới ghi chú một số những cái điều muốn nói trong ngày hôm nay. Mới sáng hôm nay, và có một cái đoạn văn sao của Tổ sư Ấn Quang nói cái chữ chết rất là hay. Chút nữa Thầy Tánh sẽ đọc. Giờ mọi người lắng nghe kỹ ha. Con người mình nó có ba cái loại suy nghĩ. Suy nghĩ của phàm phu mà thường gặp rắc rối, chướng ngại, khổ đau là thường khởi lên những cái ác niệm để suy nghĩ. Mà Phật thường hay nói đó là ngũ nghịch thập ác. Năm cái điều tội lỗi ác để đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đó là giết cha, giết mẹ. Nhưng mà họ phải suy nghĩ đến cái việc này họ mới làm được. Họ thường suy nghĩ đến họ mới làm được. Nguyên tắc trong tâm lý, nếu không suy nghĩ không làm được. Giết cha, giết mẹ, chúng ta không làm điều này được không? Nhưng hiện tại cũng có người làm đó. Nói cho họ, cho cha mẹ một câu, làm cha mẹ buồn để chết lần chết mòn, không đem dao giết trực tiếp, nhưng lời nói này làm cha mẹ buồn phiền phải chết. Có cái loại gươm giáo không hình tướng mà nói để chết. Thứ hai nữa là không nói nhưng mà hành động sai trái. Đầu trộm, đuôi cướp, xì ke, ma tí, bài bạc, gái gú, đủ kiểu để cha mẹ buồn phải chết. Đây cũng là một tội bất hiếu, giết mẹ, giết cha. Tội này khi vừa tắt thở là xuống địa ngục. Đừng có nói cái chuyện mà ai cầu nguyện đi. Bình thường ai người ta nói mình không nghe thì hỏi đến cái lúc chết, ai nói cho mình nghe nữa giờ. Lúc chết thì tâm thần bắn loạn, tứ đại phân ly, bao nhiêu cảnh giới xấu ác nó ập đến, thì quý vị đủ khả năng để niệm Phật nổi không? Mà tích cái phước cho họ 7 phần chỉ được 1 phần thôi, cúng cái kiểu gì đi nữa họ cũng đọa ác đạo. Họ đã gieo một cái nhân của ác đạo quá sâu dày. Giết mẹ mà bằng cách là hỗn láo, cãi cọ, ăn chơi sa đọa, vân vân mọi thứ để cha cha mẹ chết lòng chết mòn. Nói những câu mà coi như là làm cho cha mẹ đau khổ. Đạo Phật mình thấy đi sâu hơn không? Sâu hơn cái việc mà không những lấy dao hoặc là dùng thuốc độc cho cha mẹ uống chết. Cái tội mà làm bất hiếu để cha mẹ mà coi như phải đau khổ chết lòng chết mòn thì cái tội này nó lớn. Rồi phá hòa hiệp tăng,
Thì thường phá Hòa Hiệp Tăng thì những người không quy Tam Bảo, không phải là tu sĩ thì không phá được. Chỉ có những vị mà Phật tử họ vô rồi bắt đầu họ thấy chuyện của Tăng, của Ni, rồi họ môi, họ nói, rồi người này nói xấu người kia, Phật tử kia nói xấu người nọ. Họ nói riết họ thành cái thói quen luôn, họ làm cho Tam Bảo chia lìa. Họ vô họ cứ quấy rối chùa chiền miết thôi thì người này gọi là phá Hòa Hiệp Tăng. Còn một số chư Tăng coi như là tu nhưng mà không có nắm vững đường tu và không sợ ác báo, cho nên thành ra cũng làm những chuyện sai trái. Thì phá Hòa Hiệp Tăng, cái tội cũng nằm trong ngũ nghịch, là năm cái tội nặng: giết mẹ, giết cha, phá Hòa Hiệp Tăng, làm Phật ra máu, giết vị A-la-hán. Thời này Phật không có, A-la-hán mình tìm cũng không thấy, đúng không ạ? Mà giết mẹ, giết cha là phá Hòa Hiệp Tăng. Ba cái tội này là thường bị trong cái thời đại hôm nay. Rồi truyền chánh pháp nó sai trái, đem những cái giáo lý, những cái điều mình hiểu biết sai trái, rồi nói Đức Phật A Di Đà thì không có, Quan Âm Bồ Tát là một nhân vật tự bịa lên, rồi nói là nhân quả không có, rồi ngũ giới sát sanh trộm cắp tà dâm nói láo uống rượu là ông Phật ông nói ông lừa bịp thiên hạ, cho nhiều người người ta uống rượu người ta có chết đâu, người ta giàu đó, người ta tà dâm người ta cũng sanh con đẻ cái, nó có cái chuyện gì đâu, họ cũng sống phè phè đó, họ nói láo, họ trộm cắp, họ cũng sống như vậy đó. Không thấy cái nhân quả ba đời, chưa thấy đâu. Một đời này đã là tàn rồi chứ đừng có nói ba đời. Cho nên thành ra con người mình mà không gặp sách thánh hiền, lời Phật dạy cho mình nữa, cựa một cái là tạo tội. Bởi vì cái gốc của nó là tham sân si, ngã mạn và nghi ngờ, nó chế ngự hoàn toàn rồi. Cho nên tất cả hành động bị cái tư hoặc này nó làm chủ hết. Tham tiền nó cũng từ lòng tham, đúng không? Tham không được nổi sân, đúng không? Nổi sân rồi bắt đầu là si mê, không biết là thiện là ác, là bắt đầu sát phạt giết nhau, đúng không? Nó nằm ở trong đó hết, không có cửa đi đâu hết. Mười điều thiện thì trong đó có ba cái điều có ý là tham sân si, đúng không? Đúng ra nó có ngã mạn và nghi ngờ trong đó nữa, là năm thứ tư hoặc đó. Nó chi phối con người hoàn toàn, chứng A-la-hán nó mới hết. Đoạn sạch đó, cái tư hoặc là tham sân si mạn nghi là chứng quả A-la-hán. Mà khi chứng quả A-la-hán là người ta có ngũ thông liền, bay lên trời, độn thổ xuống đất, dùng thần thông họ đi thiên nhãn, họ thấy tất cả cảnh giới trong mười phương cảnh giới, biết những cái đời quá khứ, vị lai, mấy trăm đời, mấy ngàn đời, vân vân. Mình chưa biết một cái gì hết, là mình chưa chứng một cái quả gì hết. Thì như vậy hàng ngày mình bị cái tư hoặc đó là tham sân si mạn nghi, nó khởi lên rồi bắt đầu nó tạo cái nghiệp là sát sanh trộm cắp tà dâm nói láo uống rượu. Tổ quan đó là khởi hoặc tham sân si, tạo nghiệp sát trộm dâm dối. Nhất là cái lời nói nó thiêu dệt, chuyện không nói có, chuyện có nói không, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, nói lưỡi đôi chiều, đem chuyện này người này nói chuyện người kia, nói lời hung ác để tạo nghiệp xấu ác. Hàng ngày nó chế ngữ mình, nó thành thói quen luôn, nó thành thói quen luôn. Thì 10 cái nghiệp ác này với ngũ nghịch thập ác, tức là 5 điều hồi nãy chúng tôi nói: giết cha, giết mẹ, giết vị hòa thượng, phá Hòa Hiệp Tăng, giết vị A-la-hán, làm Phật ra máu. Thì những cái điều ngũ nghịch này là ngũ nghịch, và 10 cái điều ác là thân có 3 sát sanh trộm cắp tà dâm. Tưởng chừng như là dễ nhưng thoát không được nó. Đó, một số Phật tử ngồi dưới đó chúng tôi nói bao nhiêu năm nay rồi, tai này vẫn lọt qua tai kia, về thấy thịt vẫn thèm chảy nước dãi. Thầy giác nhàn ông nói tại chánh điện nghe ớn càng ê hồn, ghê hồn không dám, nhưng mà về nhìn thấy nồi thịt là quên lời của ông bắn liền. Cái nghiệp nó khống chế toàn bộ luôn. Ăn bao nhiêu lâu nay mà kêu để bỏ tiền ra phóng sanh, không dám, không dám chuộc mạng. Ăn một miếng thôi, phải giết một con. Quý vị biết từ nhỏ giờ ăn bao nhiêu miếng không? Ăn bao nhiêu loại không? Không sợ, không sợ. Chúng sanh không sợ nghiệp báo, không sợ nghiệp nhân của ác báo. Chỉ nghiệp quả của ác báo trổ ra rồi, lúc đó mới than trời trách đất. Sáng hôm nay gặp cái cô bên Hàn Quốc, gọi về nói: thầy nhớ con không? Năm 2016 thầy qua bên đó, con đến cái chùa của một vị thầy, thầy con gặp thầy tại đó, thầy hướng dẫn khó tu á. Có, năm 2016 từ bên Mỹ bay thẳng qua Hàn Quốc, có tổ chức khó tu bên đó, có thầy nhận nguyện rồi cũng qua đó.
Giờ làm sao rồi? Bà kêu bây giờ con khổ không nói nên lời. Hỏi khổ làm sao? Khổ về tiền bạc cũng khổ, làm ăn quá chật vật. Rồi khổ về anh em lừa gạt con, lừa đến mức mà đưa con vào trong tù luôn. Mà nhờ con trì chú đại bi con thoát ra được. Hỏi bữa nay có trì nữa không? Kêu lúc mà thoát ra được là hết trì rồi. Hồi trước trì bao nhiêu? Kêu một ngày 108, mới có 21 ngày ra khỏi tù, có người cứu liền. Kêu ổ sao không trì nữa? Kêu con nghĩ là nó hết cái chuyện ở trong tù rồi, nó hết khổ rồi, cho con không trì. Mà xưa bữa nay nó khổ quá vậy thầy. Hỏi sao bữa nay không trì lại? Kêu nó không còn một cái khí thế gì hết. Ghê chưa? Nó không còn cái khí thế gì để mà tụng đại bi nữa. Biết là có kết quả rồi đó, nhưng mà khi cái nghiệp nó vùi dập, không nhớ lại, không có đủ cái hưng phấn, cái tâm mà muốn để mà tụng chú. Nhớ ngàn, cái việc tu hành đó, mà quý vị đang tinh tấn như vậy là quý lắm á ngàn. Cho nên mà nó còn xìu xìu ẩn ẩn, mình không muốn tu rồi á ngàn, để mà kéo nó trở lại cái mức quân bình không phải là dễ đâu à. Năm ngoái mà làm ở nhà dưỡng lão là để toàn tâm vô trong đó là công phu nó sụp xuống hơn phần nữa. 3 tháng sau đó, bắt đầu nó mới lấy lại, nó mới có khí thế được. Chứ không phải đơn giản nữa đâu. Bởi vì hằng ngày không có nghỉ tu, còn cái khí thế đâu nữa mà vô tu được. Chúng tôi mới nói, một ngày thời gian của con có tu tụng kinh hay niệm Phật gì không? Nó kêu không có thời gian nào hết. Nó kêu vậy là đúng rồi. Hằng ngày cứ nghĩ về cái chuyện tiền bạc thiếu thốn, rồi chuyện mà anh em lừa lọc, rồi mẹ ở nhà khổ đau, rồi nghĩ cái chuyện buồn phiền tức tối, rồi nghĩ tiền bệnh hoạn nữa chứ, rồi con cái nó hư, đủ thứ những cái chuyện đó nó ở trong tâm con, mà con không khổ là chuyện lạ. Phật Bồ Tát không có nghĩ vậy, dẫu cho nó tới cũng không nghĩ luôn.